Phép được bắt đầu ạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, hôm nay ngày 2 tháng 11 năm 2022, Hội Vật lý Việt Nam, Viện Vật lý, Viện Toán học và Trung tâm Thông tin Tư liệu phối hợp tổ chức bài giảng Rối lượng tử và Giải Nobel Vật lý năm 2022 với ba diễn giả: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bá Ân, Đại học Thăng Long, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Đại học Quốc gia Hà Nội và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ái Việt, Đại học Quốc gia Hà Nội. Và để buổi bài giảng được bắt đầu, tôi xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quang, Tổng Thư ký Hội Vật lý Việt Nam lên chủ trì bài giảng ạ. Xin trân trọng kính mời ạ. Kính thưa tất cả các đại biểu trong hội trường cũng như là tất cả những đại biểu đang dự online. Không biết là số lượng online bây giờ là bao nhiêu, nhưng mà xin được bắt đầu cái chương trình bài giảng đại chúng hôm nay. Thì chương trình của bài giảng như thế này, tức là trước tiên là tôi sẽ mời Chủ tịch Hội Vật lý Việt Nam, giáo sư Nguyễn Đại Hưng lên có cái khai mạc vặt và phát biểu đôi lời về cái hoạt động chung phối hợp của Hội Vật lý Việt Nam với một số đơn vị ở Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các nhà khoa học, các bạn đồng nghiệp và quý khán giả. Tức là hôm nay thì dịp này thì chúng ta lại hồi hộp và háo hức và thông tin về giải thưởng Nobel về khoa học. Nobel về khoa học, một trong những cái giải thưởng khoa học lớn nhất thế giới, và trong đó có lĩnh vực vật lý của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, trong đó có cái giải thưởng về vật lý. Thì hôm nay trong tay của các bạn có rất nhiều bạn ở đây cũng đang cầm quyển sách của giáo sư Phạm Xuân Nghiêm về cơ học lượng tử, về lý thuyết tương đối. Thì đây là hai cái thành tựu coi như lớn nhất của vật lý ở thế kỷ 20, và gần như dựa vào đây chúng ta có thể là mô tả và hiểu được tất cả cái thế giới vĩ mô, cũng như là đây là cái cơ sở để mà phát triển các khoa học công nghệ hiện đại. Tưởng chừng êm ả như vậy thôi, nhưng mà từ khi mà cái thuyết lượng tử ra đời thì đã có rất nhiều những cái ý kiến, bởi vì trong đó nó có rất nhiều những cái khái niệm và những cái concept và những cái notion của nó có tính trực cảm và gây rất nhiều mâu thuẫn. Và chính vì đấy mà cái sự tranh cãi về trong cái lý thuyết này, về cái hiểu về cơ học lượng tử, nó cũng là rất là khủng khiếp, và nó kéo theo cả những nhà khoa học hàng đầu vào trong một cái những cái tranh luận này là kéo dài đến hàng chục năm. Và đặc biệt nó coi nổi bật nhất là nó là cái cuộc tranh luận của Albert Einstein và Niels Bohr, và kéo dài hàng chục năm. Tưởng là ông hoàng như vậy thôi, thế nhưng mà chúng ta sẽ cũng sẽ biết là trong như một cuộc sống nó vẫn cứ tiến lên, cho nên là cái sự tranh luận rồi cái sự hoàn thiện và cái sự ứng dụng của những cái lý thuyết này vẫn phát triển cho đến ngày nay. Thì cái giải thưởng Nobel về vật lý của năm 2022 ấy, thì lại là một cái bước chấm phá nữa về cái lý thuyết lượng tử này. Và chúng ta thấy rằng mặc dù cái lý thuyết lượng tử ra đời cách đây hơn 100 năm rồi, và những năm 1920 cho đến bây giờ hơn 100 năm rồi, mà vẫn có những cái kết quả mà được trao giải thưởng Nobel về vật lý và liên quan đến nó, và cả cảm thấy là cái ảnh hưởng vô cùng lớn về khi mà tìm hiểu cái thế giới nguyên vô của cái lý thuyết lượng tử này. Cho nên là hôm nay thì qua những cái bài giảng của các nhà khoa học, chúng ta sẽ trước mắt là hiểu về cái khái niệm của cái số lượng tử và cái tính gọi không liên tục định xứ của cái lý thuyết lượng tử như thế nào. Và đấy cũng là cái nguyên nhân mà nó dẫn tới những cái cuộc tranh luận kéo dài của những nhà khoa học vĩ đại mà chúng ta vừa mới nói tới đấy. Và trong qua cái bài giảng này chúng ta cũng đã biết được là những cái thành tựu của vật lý thực nghiệm đã có phần kiểm định những cái sự đúng đắn của những cái tiên đoán trong cái vật lý lượng tử của chúng ta. Và cuối cùng thú vị hơn nữa và hay hơn nữa
chắc chắn những cái bài giảng này sẽ giúp chúng ta làm quen với một số công nghệ mới sắp sửa phát triển mà chúng ta bắt đầu làm quen dần, là những công nghệ lượng tử. Đó là cái công nghệ về thông tin lượng tử, đó là máy tính lượng tử, đó là mật mã học lượng tử, mật mã hóa lượng tử hoặc là viễn chuyển lượng tử. Đấy là những khái niệm bắt đầu chúng ta phải làm quen, và chắc chắn nó sẽ xuất hiện trong tương lai và sẽ có cho chúng ta thấy rằng đúng là cái thiên nhiên được cực kỳ bí ẩn, hấp dẫn nhưng cũng đầy triển vọng ứng dụng. Cho nên thay mặt cho ban tổ chức hôm nay, tôi trân trọng, tức là cảm ơn ba nhà khoa học đã nhận lời tham gia trong cái buổi thuyết trình ngày hôm nay, là nhà khoa học Nguyễn Bá Ân, đồng chí Nguyễn Anh Việt, đồng chí Nguyễn Quốc Hưng đã tham gia, và chúng tôi cũng rất là trân trọng cảm ơn sự phối hợp tổ chức tuyệt vời của Viện Toán học, Viện Vật lý và Trung tâm Thông tin Tư liệu của Viện Lâm khoa Công nghệ Việt Nam và Hội Vật lý Việt Nam. Và cuối cùng chắc chắn là ở đây chúng ta đã nhận được một cái quà của giáo sư Phạm Xuân Yên rồi. Cũng trân trọng cảm ơn giáo sư Phạm Xuân Yên đã tặng cho chúng ta những quyển sách mà rất kịp thời và rất là liên quan đến cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự đông đủ và chúc cho buổi thuyết trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Trong tay các vị đại biểu có thể là đã có cái quà tặng, đó là cuốn sách của giáo sư Phạm Xuân Yên. Giáo sư Phạm Xuân Yên thì nhân cái dịp này đã ngỏ ý là tặng các người tham dự đến. Và cái quyển sách này được in ở nhà xuất bản Tri Thức, thì anh Chu Hảo có muốn thay mặt tác giả nói đôi lời với lại các đại biểu tham dự. Đó. Thưa các bạn cao tuổi và các bạn trẻ, tôi làm công tác xuất bản từ năm 2005 đến giờ. Trong quá trình làm xuất bản thì tôi rất là vinh hạnh được xuất bản các tác phẩm của ba nhà khoa học Việt Nam viết về phổ biến khoa học cho đại chúng, giống như cái buổi thuyết trình ngày hôm nay. Người thứ nhất mà tôi xuất bản nhiều đấy là giáo sư Trịnh Xuân Thuận, người bạn lớn tuổi của tôi, và tôi đã có dịp cùng với giáo sư Trịnh Xuân Thuận đi trình bày 6 buổi thuyết trình từ Nam đến Bắc về những cái cuốn đầu tiên, thí dụ như là Giai điệu bí ẩn, thế rồi Vũ trụ trong lòng bàn tay cùng với lại Đạt Lai Lạt Ma, vân vân. Cái người thứ hai mà tôi cũng vinh dự được xuất bản tất cả các cuốn sách về phổ biến khoa học ở trình độ cao là giáo sư Cao Chi. Giáo sư Cao Chi viết 6 cái tác phẩm, và cái cuối cùng là Vũ trụ đột sinh. Đáng nhẽ là hôm nay ấy, là anh Tô, con rể của bác Cao Chi ấy, là đã gửi đến đây trước cho anh Nguyễn Hồng Quang. Thế nhưng mà không biết là vì lý do gì lại không gửi để tôi giới thiệu luôn cái cuốn sách đó. Thế thì cái người thứ ba là bác Phạm Xuân Yêm. Thì cái cuốn này là cái cuốn đầu tiên tôi xuất bản. Tất cả những cái bài báo mà bác Phạm Xuân Niêm gửi đến cho tôi để ra cuốn sách này ấy, thì nó gần gấp đôi cái dung lượng này. Thế nhưng mà bác ấy rất là hợp tác với tôi, bởi vì tôi là có nghề làm sách thì tôi biết là nên chọn lọc những bài nào và xếp sắp ra làm sao, chọn hình ảnh gì, cái gì trước cái gì sau để làm cho cái cuốn sách cái nó có giá trị hơn. Thì đấy là cái nghề của tôi. Thì bác Phạm Xuân Niêm đã rất là hợp tác và cắt đi đến một nửa. Thì cái cuối cùng là cái cuốn sách nó đây. Và cái người
ba cái người đó, là trong đó thì có giáo sư Cauchy là đặc biệt nhất. Tức là tất cả các cuốn sách của giáo sư Cauchy đều do chúng tôi xuất bản từ năm 2005 cho đến bây giờ. Và hầu như tất cả những tác phẩm đó được ra đời trong suốt thời gian giáo sư bị bệnh nặng, bị trọng bệnh, tức là phải đi chạy thận mỗi một ngày, mỗi một tuần là 2-3 lần. Nhưng đến bây giờ đầu óc vẫn tỉnh táo và dí dỏm, hài hước như là ngày xưa. Tôi có một cái nhận xét trong cái quá trình công tác của tôi đấy, thì chúng ta là những người hết sức may mắn. Ai mà lao động trí óc một cách như là giáo sư Đào Hồng Đức nói với chúng tôi rất nhiều lần ấy, là cái hồi ở Lúc Đa đấy, là chúng tôi đã làm việc kiết xác. Đấy là từ của anh Đào Hồng Đức, lao động kiết xác. Những người đã lao động kiết xác về trí óc ấy, thì thường là ở tuổi già là minh mẫn. Thì bác Cauchy là một trong những đại diện xuất sắc như vậy. Tôi cũng xin nói là trong cái lời nói đầu cái cuốn sách cuối cùng của giáo sư Cauchy, thì tôi có nhắc đến cái sự đánh giá của giáo sư Tạ Quang Bửu. Giáo sư Tạ Quang Bửu đánh giá nhà khoa học Cauchy rất là hay. Cái khi mà Cauchy vừa mới tốt nghiệp ở Lomonosov về năm 62 đấy, thì ngay sau đó Tạ Quang Bửu đã đề xuất một cái đề nghị, tức là cử những cái nhà khoa học mà vừa mới tốt nghiệp ở Nga về lại sang trở lại Lúc Đa, là cái cơ quan viện năng lượng nguyên tử quốc tế của Nga. Thì tôi cũng có vinh dự được một thời gian ở cùng với lại về sau này những năm 68 thì tôi có cùng với lại Cầu Chi, rồi Đào Hồng Đức, rồi Đoàn Nhượng ở Lào Lúc Đa. Thì khi mà cử những cái nhà khoa học đó đi đấy, thì ông Tạ Quang Bửu có nói một câu, tức là các anh đi sang, cái điều quan trọng không phải là có được cái bằng tiến sĩ hay phó tiến sĩ gì, cái điều quan trọng là các anh phải học những cái topic thời sự nhất, đỉnh cao nhất của vật lý, đặc biệt là vật lý lý thuyết, để sau này về xây dựng cái nền khoa học Việt Nam một cách đàng hoàng, tử tế. Thì đương nhiên rằng là các nhà khoa học Việt Nam thì hết sức cố gắng, nhưng còn cái kết quả có được là đàng hoàng, tử tế hay không ý, thì cũng còn phải xem xét. Thế thì hôm nay tôi lâu lắm rồi mới không nghe anh Nguyễn Ái Việt thuyết trình. Nhân thể có cái bài thuyết trình của Nguyễn Ái Việt, thì tôi đến đây để cùng với các bạn già và các bạn trẻ lắng nghe và sự thảo luận. Tôi hy vọng rằng là từ sau đây nếu có những bài nào hay thì anh Phan cũng báo cho tôi để tôi xin tham dự. Tôi đến đây cũng xin trân trọng giới thiệu với các bạn một người bạn rất là thân thiết của tôi và của nền khoa học Việt Nam, là giáo sư Pierre Darura, người đã yêu Việt Nam hơn cả chúng tôi, người đã cống hiến cho cái nền khoa học Việt Nam một cách âm thầm và kiên trì đến mức mà tôi nghĩ rằng ở địa vị tôi chắc tôi không làm được. Xin cảm ơn giáo sư Pierre.
Vâng, bây giờ chúng ta đi vào cái chương trình gọi là xin mời mọi người vào bếp đấy. Tức là bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức những cái món ăn về khoa học cũng như là về tinh thần. Thì thay mặt ban tổ chức thì tôi xin điểm lại cái chương trình của cái buổi hội thảo bài giảng đại chúng hôm nay. Trước tiên là chúng ta sẽ nghe ba cái bài giảng. Thế này, tức là có lẽ là tôi muốn nhân dịp này điểm lại cái hoạt động của Hội Vật lý phối hợp với lại một số đơn vị ở trong Viện Hàn lâm, là Trung tâm Thông tin Tư liệu, Viện Toán học, Viện Vật lý, là trong thời gian qua, cụ thể là trong mấy năm vừa rồi, là đã tổ chức liên tục những cái bài giảng đại chúng năm 2019, nếu các bạn nhớ lại. Năm 2019 là bài giảng đầu tiên do các đơn vị phối hợp tổ chức là Lỗ đen trong vũ trụ, mà đã được nghe giáo sư Đào Vọng Đức cũng như là tiến sĩ Phạm Tuấn Anh, Đinh Văn Trung, Nguyễn Ái Việt trình bày. Và nếu các bạn nhớ lại thì năm cách đây đúng 2 năm 1 tháng đúng ngày này, ngày 2 tháng 10 năm 2022, chúng ta cũng đã được nghe chính những cái diễn giả mà hôm nay sẽ trình bày về cái tên đề, nếu mà mọi người nhớ lại, đó là Thế giới lượng tử huyền diệu và kỳ bí, với cái poster tôi chủ định là lấy lại cái poster mà năm đó chúng tôi tổ chức Thế giới lượng tử huyền diệu và kỳ bí. Thế thì huyền diệu và kỳ bí như lần trước chúng ta đã được nghe rồi, nhưng mà ngay từ năm 2020 chúng tôi đã tập trung vào hai cái ý của Thế giới lượng tử này. Kỳ bí thì chính là cái hình ảnh đối lượng tử ở trên cái viện này. Huyền diệu tức là cái thuyết lượng tử nó tạo chúng ta rất nhiều cơ hội trong công nghệ, mà ở đây chúng tôi lấy cái mô hình của một cái chip điện tử cho máy tính điện tử. Rồi những năm 20 chúng tôi cũng tổ chức cái bài giảng về vũ trụ học và các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Rồi năm 21 là bài giảng giới thiệu vũ trụ hành tinh ngoài mặt trời do giáo sư Đinh Văn Trung, Đỗ Quốc Tuấn và Phạm Ngọc Điệp trình bày. Rồi năm 21 chúng tôi tổ chức bài giảng đại chúng giới thiệu giải thưởng Nobel vật lý năm 2021 do Nguyễn Hồng Quang trình bày. Và năm 21 còn tổ chức ứng dụng vật lý trong bảo vệ môi trường do Phó giáo sư Lê Hồng Khiêm, tiến sĩ Nguyễn Hào Quang, Phó giáo sư Nguyễn Hồng Quang trình bày. Năm 22 tức là vừa mới đây tháng trước là bài giảng đại chúng về thị giác người, thị giác máy tính do Phạm Hồng Dương và Phó giáo sư Phạm Hồng Quang trình bày. Và hôm nay chúng ta quay lại cái chủ đề mà mọi người rất đang quan tâm, như giáo sư Nguyễn Đại Hưng đã nói, tức là cái chủ đề về vũ lượng tử và giải Nobel năm nay. Để tôi muốn nhắc lại như thế để thấy được cái hoạt động chung phối hợp giữa một số cái đơn vị tiên phong trong cái lĩnh vực thông tin truyền thông trong khoa học công nghệ, là Viện Toán học, Viện Vật lý và Trung tâm Thông tin Tư liệu phối hợp với lại Hội Vật lý Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng là trong tương lai là mấy đơn vị này cũng sẽ đồng hành và tiếp tục theo cái hướng như thế này. Thế còn quay lại chương trình hôm nay thì như này, đầu tiên chúng ta sẽ nghe bài giảng của giáo sư Nguyễn Ái Việt, Phó giáo sư Nguyễn Ái Việt. Rồi sau đó khoảng 45 phút, maximum 45 phút. Và sau đó là chúng ta sẽ có một cái giải lao rất ngắn để tất cả mọi người lên đây là chụp ảnh. Và bài giảng thứ hai là sau đó là của Phó giáo sư Nguyễn Bá Ân. Và bài giảng cuối cùng là tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng. Thế thì bây giờ tôi giới thiệu rất tóm tắt thôi. Hầu như là nói chung là mọi người, giáo sư, Phó giáo sư Nguyễn Ái Việt và Phó giáo sư Nguyễn Bá Ân thì mọi người cũng đã biết rồi. Nhưng mà từ đây tôi chỉ giới thiệu những nét chính. Đây gọi là CV tóm tắt. Phó giáo sư Nguyễn Ái Việt thì các đồng chí biết là nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin, nguyên Phó Chánh Văn phòng của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Công nghệ Thông tin, tốt nghiệp Đại học năm 78 ở Đại học Budapest, Hungary, chuyên ngành vật lý lý thuyết, và làm tiến sĩ tại Viện Vật lý năm 1988. Thầy hướng dẫn chính là Viện sĩ Đào Vọng Đức. Và anh đã, trong cái thời gian gần đây thì anh đã làm việc rất nhiều trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin
đặc biệt là phối hợp với lại chính phủ về trong cái ban chỉ đạo về công nghệ thông tin chính phủ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ba Ân thì là hiện nay tức là nguyên cán bộ của Trung tâm Vật lý Lý thuyết của Viện Vật lý, nhưng sau khi nghỉ hưu thì là được mời làm cộng tác viên và hiện nay đang làm việc ở Viện Toán học và Khoa học Ứng dụng Thăng Long, Đại học Thăng Long. Anh tốt nghiệp đại học năm 75 ở Đại học Azerbaijan, thành phố Baku, chuyên ngành Vật lý Lý thuyết, và làm tiến sĩ tại Viện Vật lý năm 1983. Một thầy hướng dẫn chính là cố viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu. Trong lĩnh vực nghiên cứu thì anh chuyên sâu vào những cái lực vật lý lý thuyết, nhất là về thông tin lượng tử, rồi đặc biệt là gần đây là quang lượng tử và những cái tính toán cũng như là thông tin lượng tử. Anh công bố cũng gần 200 bài báo uy tín trên các tạp chí quốc tế. Và các đồng chí nhớ lại thì đây là nhà khoa học vật lý được nhận cái giải thưởng Tạo Quang Bửu đầu tiên năm 2014. Tiến sĩ Nguyễn Tư Hưng làm tiến sĩ rất trẻ, năm nay có 42 tuổi thôi, đang là phó giám đốc của Trung tâm Nano và Năng lượng Đại học Tổng hợp Đại học Quốc gia Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năm 2022, chuyên ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, và làm tiến sĩ ở Đại học Brown ở Mỹ năm 2010, chuyên ngành vật lý chất rắn. Và hiện nay anh là một trong những cái nhóm dẫn đầu nhóm làm thực nghiệm về máy tính lượng tử, thông tin lượng tử. Thì ba cái bài giảng này thì chúng tôi cũng đã hội ý trong cái nhóm để phân chia cùng một chủ đề như thế này, nhưng mà cái nội dung của từng báo cáo đã được phân chia và được bàn bạc cũng khá kỹ lưỡng. Thì tôi hy vọng hôm nay là ba diễn giả sẽ cho chúng ta ăn một cái món ăn mà nhiều người cũng háo hức chờ đợi. Thế bây giờ tôi xin vào cái bài đầu tiên, xin trọng kính mời Phó Giáo sư Nguyễn Ái Việt lên trình bày cái bài đầu tiên, đó là về ý nghĩa và về giải sự ý nghĩa về cái thuyết về định sự. Trước hết tôi xin cảm ơn Hội Vật lý, giáo sư Nguyễn Đại Hưng và Phó giáo sư Nguyễn Hồng Quang đã tạo điều kiện cho tôi nói bài giảng hôm nay. Thì thưa tất cả cử tọa, thì hôm nay bài giảng tôi sẽ nói về cái thuật ngữ mới là tính phi định sứ lượng tử. Đấy, nó là cái gì? Nghe nó thì phức tạp lắm. Đấy, thứ hai nữa là tôi sẽ nói về cái cách giải nghĩa nó và những cái suy diễn về những cái ý nghĩa tương lai của nó trong ứng dụng thực tế như thế nào. Thì khi mà cái giải thưởng Nobel này ra đời thì rất trên mạng rất nhiều cái cách giải thích khác nhau. Có người nói là hình như là cái này là chứng minh được là vận tốc lớn hơn vận tốc ánh sáng. Rồi người thì bảo là Einstein sai, có người thì bảo là cái này có thể chứng minh là có ma, đúng không? Có người thì lại bảo đủ thứ cả. Thì rồi là chúng ta đã làm được máy tính lượng tử sắp tới, hay là chúng ta đã thực hiện được viễn tải lượng tử du hành qua thời gian, có thể quay lại thời Nguyễn Trãi, Nguyễn Du thứ để gặp các cụ. Tức là tất cả những cái đấy là còn rất xa, chúng ta còn rất xa, và đấy là sai lầm. Chúng ta đấy là những cái cắt nghĩa sai lầm. Thì cái bài giảng tôi muốn là nói lên một mặt, tức là giải nghĩa nó, ý nghĩa thật thực tiễn của nó là như thế nào, ý nghĩa lý luận của nó là ra sao. Thế thì cái bài này là chúng tôi cần làm rõ những cái suy diễn kiểu vô căn cứ như vậy, phần lớn là do các nhà báo hay là những nhà nghiệp dư làm, nhưng mà cũng nhiều nhà vật lý chuyên môn là cũng tham gia vào những chuyện này. Tôi xin nói trong bốn phần. Thứ nhất là cơ sở triết học của cơ học lượng tử, chúng ta phải nói lại phần này. Thứ hai là nguyên lý định sứ. Thứ ba là tính phi định sứ là gì, và nói đặc biệt về hai cái tác giả mà có ảnh hưởng lớn nhất đến giải thưởng Nobel năm nay là David Bohm và John Bell. Tức là hai, chúng ta sẽ học tên của hai vị này rất nhiều lần nữa. Tôi đánh giá là những vị này có thể xếp hàng với như nhà khoa học như Einstein hoặc Newton, chứ không phải là thế, nếu như là cái này trở thành sự thật. Và cuối cùng nói những triển vọng mới trong ứng dụng thực tiễn. Thì cơ sở triết học của cơ lượng tử
Tôi sẽ nói rất nhanh để cho những người mà không chuyên về ngành này có thể biết. Thứ nhất là khi mà nghiên cứu về lượng tử, tức là cũng cái này cũng xảy ra cũng hơn 100 năm rồi đúng không? Từ đầu thế kỷ 20 thì cái bài hóa toán mô hình nguyên tử nó là đầu tiên Rutherford dựng ra cái mô hình, tức là coi như electron là quay xung quanh hạt nhân. Thì cái bài toán này là bài toán cơ học hoàn toàn đúng không? Chúng ta biết là thế năng giữa hai cái hạt nhân với electron thì có cái thế năng Coulomb. Thế và cái bài toán này giải được hoàn toàn. Nhưng nếu chúng ta giải theo cách này thì ra một loạt các cái sai lầm, mâu thuẫn với nhau và không đúng. Thế thì nó dẫn đến đảo lộn hết cả. Thì bắt buộc là thế hệ như là Niels Bohr, rồi là Werner Heisenberg, rồi Pauli, Dirac phải xây dựng cơ lượng tử. Và cơ lượng tử thay thế cái cơ học cũ là ở rất nhiều điểm. Nhưng mà chúng ta sẽ nhấn mạnh vào các cái điểm là thứ nhất là tọa độ và xung lượng. Trước kia là mất mỗi hạt là mô tả bởi tọa độ xung lượng và chúng ta cứ tính tọa độ xung lượng của các hạt ở tất cả mọi thời điểm là coi như chúng ta xong. Nhưng bây giờ là chúng ta phải thay thế tất cả các đại lượng ấy bằng toán tử. Bây giờ nó không phải là một số nữa mà nó là một toán tử. Thứ hai nữa là cái không gian cấu hình. Ngày xưa chúng ta có một không gian cấu hình mà nếu mà nói theo một cách toán học thì thỏa mãn một cái hình học symplectic nào đó. Thì đây bây giờ là thay thế bằng một cái hàm sóng. Bây giờ chúng ta sẽ nói về hàm sóng, ý nghĩa vật lý nó là cái gì. Và thứ ba là định luật của Newton, là bằng chúng ta chỉ cần biết định luật Newton và biết điều kiện ban đầu thì chúng ta sẽ giải ra được là vị trí và vận tốc. Thì có định luật Newton là F bằng MA, cho F cái là giải phương trình này ra là ra được tất cả các thứ. Thì bây giờ chúng ta có một cái phương trình tương tự như thế là phương trình Schrödinger, thì giải ra hàm sóng. Thế thì khi mà đưa ra ba cái quan điểm mới này thay thế ba cái quan điểm cũ đó thì cơ sở toán học thay đổi, thì nó đảo lộn toàn bộ cái quan niệm của vật lý mà đã được thiết lập từ thời Newton, Galileo và Descartes. Ví dụ tính nhân quả là bị vi phạm, tính tất định cũng bị vi phạm, tính hiện thực, thế nào là hiện thực cũng bị vi phạm. Ví dụ cái chuyện gì xảy ra với một hạt, nó nằm ở đâu, nó có phải thật là như thế hay không? Khi mà chui qua hai khe chẳng hạn thì hạt electron là chui qua khe nào? Thì là Niels Bohr chẳng hạn đưa ra một khái niệm tức là hiện thực lượng tử, tức là không giống như hiện thực cổ điển. Ông nói là điện tử chui qua lỗ nào tức là đấy là hiện thực cổ điển, còn hiện thực lượng tử có nghĩa là không biết chui qua lỗ nào, hoặc là một hạt có thể chui qua hai lỗ cùng một lúc, ví dụ thế. Và tính liên tục, rõ ràng là lượng tử là không có tính liên tục nữa. Thì bốn cái quy luật mà phổ quát, không phải chỉ trong vật lý nữa nhá, trong tất cả các thứ, thì đã bị đảo lộn ngay bằng cái nền tảng cơ lượng tử rồi. Thế thì bây giờ cái điều quan trọng nhất là chúng ta cắt nghĩa được thế nào là một trạng thái lượng tử, đúng không? Thì một trạng thái lượng tử bây giờ nó là pha trộn giữa hai trạng thái. Ví dụ giả sử là có tổ hợp của hai trạng thái spin, chúng ta biết rằng electron thì có spin là dương hoặc âm, chỉ lên trên hoặc chỉ xuống dưới. Nhưng bây giờ cái trạng thái lượng tử của một hạt electron là pha trộn giữa hai cái trạng thái đó, đúng không? Với cái dạng như thế kia. Thế bây giờ cắt nghĩa như thế nào? Thì trường phái Copenhagen của Bohr thì nói là một trạng thái thì có thể có ở cái trạng thái là pha trộn giữa hai trạng thái riêng của spin, tức là vừa một phần nào đó là spin lên trên và phần nào đó giữa spin xuống dưới. Thế điều pha trộn đấy thì lại có nghĩa là như thế nào? Thì là ông giải thích là như thế này, tức là khi mà chúng ta đo chẳng hạn thì là lập tức là cái động tác mà chúng ta đo là đưa cái trạng thái về trạng thái spin lên và trạng thái spin xuống. Tại vì khi mà chúng ta đo thì nó chỉ lấy được giá trị lên hoặc giá trị xuống thôi. Thế thì và nó có tính xác suất. Thế thì cái này thì là cái Einstein đã không chấp nhận. Nó ở trạng thái nào thì nó phải ở trạng thái đấy. Thì cuối cùng là dẫn đến một cái cuộc tranh cãi rất là lớn giữa Einstein và Bohr tại hội nghị Solvay. Giờ chúng ta biết hội nghị Solvay là hội nghị của các nhà khoa học lớn tranh cãi về những đề vấn lớn của vật lý. Thì Einstein có phản đối cái phần mà giải nghĩa theo tính xác suất là Chúa không chơi xúc xắc. Thì ông Bohr nói một cách rất bực tức là xin ông đừng bảo Chúa là làm theo ý ông nhé. Tức là Chúa chơi xúc xắc hay không là chuyện của Chúa, chứ ông Einstein đấy là muốn là Chúa không chơi xúc xắc. Thế thì nhưng mà Schrödinger đã đưa ra một cái nghịch đề, tức là con mèo, đúng không? Một con mèo mà nó nằm trong cái hộp, và cái hộp ấy thì có một cái thiết bị đo
hạt vũ trụ bay vào một cách ngẫu nhiên. Khi nó đếm đạt đến một mức độ hạt nào đó thì là cái đấy nó thả một cái búa đập vỡ một cái bình có thuốc độc và con mèo chết. Thì bởi vì là cái số hạt đập vào là có tính ngẫu nhiên, cho con mèo chết hay con mèo sống thì cũng là tính ngẫu nhiên. Và nếu mà chúng ta là nhà vật lý, chúng ta sẽ mô tả bởi một cái hàm sóng pha trộn giữa hai trạng thái, con mèo sẽ ở trạng thái là giữa sống và giữa chết. Thì ông Schrödinger cũng là một cái người mà gọi là xây dựng nên nền tảng của cơ học lượng tử, thì mới nói là vậy là con mèo sống hay chết. Thì ông Bo nói là con mèo nếu mà chưa mở hộp thì không biết sống hay chết, nó vừa sống vừa chết, tức là hiện thực nó là sống hay chết. Và hiện thực lượng tử khác với hiện thực cổ điển đấy. Ông Einstein thì khẳng định là con mèo chết hoặc sống trước khi chúng ta mở hộp. Mở hộp chỉ là một cái động tác khách quan thôi đấy. Nếu ông bảo đấy là cách tư duy theo kiểu cổ điển mà, thế vậy là có mâu thuẫn giữa hiện thực lượng tử và hiện thực cổ điển đó, đấy. Thế thì thế và chúng ta phải quay lại cơ sở triết học. Giữa hai ông tranh cãi như thế gây ra một cuộc tranh cãi giữa các nhà triết học với nhau. Thì chúng ta biết triết học là thường nhận thức thế giới qua hai cách. Một cách tức là người ta gọi là bản thể luận, ta tìm ra bản chất của vấn đề, từ bản chất mới suy ra và các hiện tượng. Thế còn một cách nữa là gọi là nhận thức luận. Nhận thức luận là gì? Chúng ta biết cái tri thức của chúng ta về thế giới là phương trình Schrödinger chẳng hạn, và từ cái tri thức đó, tri thức và bản thể là hai chuyện khác nhau nhé. Đấy, tri thức thì chúng ta sẽ lại giải nghĩa về các hiện tượng. Thế thì theo như là cái cách của trường phái Copenhagen thì là nói là không phải là không có cái bản chất như thế, và cũng không có cái tri thức về thế giới như thế. Đúng không? Chúng ta không biết gì cả, chúng ta chỉ biết là con mèo, là đo được thì biết là sống hay chết thôi. Thế thì tất nhiên là có rất nhiều tranh cãi như vậy, nhưng mà chúng ta không thể phủ định được thành công của cơ học lượng tử. Bởi vì cơ học lượng tử dẫn đến rất nhiều các ứng dụng như ngày nay là vật liệu, rồi quang phổ, laser, bán dẫn, tất cả những gì chúng ta sống hiện nay, đúng không? Internet là đều bắt nguồn từ cơ lượng tử cả. Thế bây giờ không thể nào mà cơ lượng tử lại sai mà lại tự nhiên lại ra được những cái kết quả rất là đúng. Người ta có thể tính chính xác trong các thiết bị bán dẫn, chính xác vô cùng, thì không thể nào là sai được. Thế thì bây giờ làm thế nào? Nhưng mà muốn chấp nhận được những cái ứng dụng này thì điều ấy có nghĩa là chúng ta lại phải chấp nhận cả những quan niệm mới, tức là nào là sóng hạt, nào là tất định, nào phi tất định, nào là tính xác suất, rồi trạng thái, rồi hiện thực như vừa rồi, và toán tử và hàm sóng. Thì cái đấy là một cái nói chung là người ta phải chấp nhận, là bởi vì là thành công cơ lượng tử nó rõ quá. Thế nhưng mà có những người là cũng không hài lòng với chuyện đó. Bắt đầu là Einstein, đúng không? Thì trong cái thí nghiệm nổi tiếng mà chúng ta gọi là rối lượng tử đấy, mà tôi dùng cái chữ vấn vương là cho nó có vẻ hơi lãng mạn một chút, già rồi nhưng vẫn thích lãng mạn. Thế thì các ông nói rằng là giả sử có cái nguồn bắn hai hạt mà biết rằng là tổng spin nó phải bằng không chẳng hạn, thế thì có nghĩa là nếu mà chúng ta bay về hai phía, ông bóp mà giả sử đo được một cái thì tức là đưa về trạng thái xuống dưới, đúng không? Thì bắt buộc là Alice ở đầu bên kia sẽ phải đo được là spin bắn lên trên, và ngược lại là nếu mà đo được lên trên thì ở đầu kia bắt buộc phải xuống dưới. Thì nếu mà nói như Copenhagen nói, như Niels Bohr nói, là khi mà chúng ta đo, tức là chúng ta đưa cái hạt ấy về trạng thái tức là spin lên trên, thì làm cách nào để ông thông báo một cách tức thời cho Alice là cái hạt bên kia nó phải xuống dưới, tức là có một cái tác động ma quái nào giữa hai hạt. Mà mặc dù là nó có thể vượt qua vận tốc ánh sáng, bởi vì hai hạt này có thể rất xa nhau, mà gần như tức thời là ông kia phải, nếu lúc ấy ông ấy đo, bắt buộc là phải đo được xuống dưới, bởi vì là tổng spin nó phải bằng không. Thế thì câu hỏi là như vậy, thì ông Einstein có giải thích là hoặc là phải giải thích là có một cái tác động ma quái giữa hai hạt, hoặc là có cơ lượng tử nó có một cái điều gì đó mà chưa viết vào trong, chưa viết vào trong công thức, tức là nó gọi là có một cái biến ẩn nào đó mà nó không ảnh hưởng đến cái phép đo, nhưng mà nó, nếu mà chúng ta viết đầy đủ ra thì nó phải có một cái tham số nào đó để nói lên cái chuyện là nó truyền ánh sáng, truyền tín hiệu, truyền thông tin về cái spin của cái hạt này sang bên kia, thì người ta gọi cái đó là biến ẩn định xứ. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói biến ẩn định xứ thì nó lại dẫn mọi người vào một cái thứ không rõ,
Thế bây giờ tôi xin giải thích thế nào là định xứ đã. Thì tức là vật lý cổ điển là dựa trên định xứ. Và chúng ta đây, tất cả trong tư duy hàng ngày cũng dựa theo nguyên lý định xứ. Ví dụ như chứng minh sự ngoại phạm chẳng hạn, đúng không? Là định xứ. Định xứ tức là vào giờ ấy anh không có mặt ở chính cái chỗ đấy, có nghĩa rằng là anh ngoại phạm. Ví dụ như là bảo vợ là giờ đấy đi chơi chẳng hạn thế, thì tức là chúng vợ không tin, có nghĩa là dùng nguyên lý gọi là định xứ để phủ nhận là ông nói dối. Thế thì đấy, thì tức là bắt buộc ông phải ở đấy. Nhưng mà nguyên lý định xứ là bắt đầu từ đâu, mà nó là cơ sở của tất cả tư duy của chúng ta, đúng không? Thì đầu tiên là Newton là nói lên, là phát hiện ra cái định luận vận hấp dẫn, tức là có hai cái hạt mà có khối lượng M1, M2 cách nhau một khoảng R, thì chúng ta biết rằng nó tác động bằng một cái nguyên lý định luật Newton, đúng không? F bằng G nhân M1, M2 chia cho R bình phương. Thì ngay cả khi viết ra thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào hai vật mà không có dính vào nhau, không có tác động vào nhau mà lại tác động lên nhau được. Thế thì chứng minh ngoại phạm là sai, không thể dựa trên chứng minh ngoại phạm được. Tôi ở đằng kia nhưng tôi vẫn có thể phạm tội ở đây được. Đó. Thế thì bản thân Newton khi viết ra phương trình này, ông cũng rất là băn khoăn. Bây giờ thì nhiều sách vở cứ nói là Newton là sai rồi thế nọ thế kia, theo kiểu gọi là cổ điển. Nhưng mà thực ra ông đã viết, chúng ta đọc lại rất là thú vị, là khó mà nhận thức được rằng vật chất vô tri vô giác không có sự truyền dẫn của bất cứ vật khác mà lại có thể tác động lên vật khác được. Đấy. Thế còn thứ hai là ông còn nữa là hấp dẫn là do một tác nhân tác động không đổi theo nguyên lý nhất định, nhưng tác nhân này là vật chất hay phi vật chất thì tôi để cho các độc giả tự xem xét. Đấy, thứ tư là ông đã nghi ngờ rất là nhiều, như khi ông viết ra thì ông vẫn viết cái định luật vạn vật hấp dẫn đó. Thế nhưng mà ông đã viết thêm những cái lời này để cho hậu thế xem xét, và chúng ta thấy rằng cái vấn đề nó còn đến ngày nay đấy. Thế còn sau đó, sau Newton thì có cái nguyên tắc định xứ của Huygens, đúng không? Thì Huygens nói rằng khi sóng truyền đi không phải là sóng truyền đi bụp một cái từ đây ra kia, mà nó truyền theo những tuyến sóng một, tức là nó tác động lên xung quanh. Thế xong xung quanh nó lại có các điểm ấy, nó lại tác động đến xung quanh nữa, và cứ thế sóng truyền đi. Vì vậy sóng truyền đi với vận tốc là hữu hạn. Và sau này Einstein nói là vận tốc hữu hạn đấy chính là vận tốc ánh sáng, không thể vượt qua vận tốc ánh sáng được. Cho nên sóng truyền đi là không tức thời và có tính chất định xứ, tức là nó chỉ tác động vào ông bên cạnh thôi. Sau đó ông bên cạnh lại truyền tiếp. Đấy thì đấy là chính là nguyên tắc định xứ mà chúng ta ngày nay vẫn sử dụng để chứng minh ngoại phạm ấy. Đó. Và lý thuyết của Huygens là giải thích được tất cả các hiện tượng truyền của ánh sáng. Thế sau đó thì đến nguyên lý định xứ của Einstein. Thì Einstein nói rằng là vận tốc truyền theo nguyên lý Huygens như thế thì cũng không thể vượt quá được vận tốc ánh sáng. Và ông ta đặt ra cái nón sáng là từ một điểm, thì tức là có một cái nón sáng này. Nón sáng tức là thỏa mãn là trên đó ánh sáng truyền đi với vận tốc bằng C, tức là bằng 300.000 km trên một giây. Thế còn nếu nằm trong nón sáng có nghĩa là ánh sáng có thể truyền với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng. Thì tức là vậy là nguyên lý, lúc ấy dẫn đến nguyên lý nhân quả của Einstein, tức là những cái điểm nào mà nằm trong cái nón sáng ấy thì mới chịu tác động nhân quả của một cái sự kiện diễn ra. Thế còn ông nào nằm ngoài, tức là ông phải truyền đến với vận tốc vượt quá vận tốc ánh sáng thì không thể tác động nhân quả được. Thì vì vậy là tất cả mọi điểm đều vẽ cái nón sáng thì chúng ta sẽ biết là điểm nào có liên hệ nhân quả với điểm nào. Thế vậy là định lý, tức là nguyên lý định xứ của Einstein tức là sẽ dẫn đến là nguyên lý nhân quả. Thế bây giờ chúng ta quay lại cái quan điểm của Einstein, Podolsky và Rosen trong cái thí nghiệm hướng lượng tử này. Tức là cơ lượng tử, ông khẳng định là cơ lượng tử là không đầy đủ, phải có thêm một cái gì đấy thì nó mới mô tả được cái sự là ông Bob và ông Alice đã truyền thông tin cho nhau như thế nào. Ông vừa đo xong cái thì ông kia bắt buộc là phải đo theo kiểu kết quả ngược lại. Thì ông đã viết cái câu này, trong khi chúng tôi đã chỉ ra rằng hàm sóng không đem lại một mô tả đầy đủ về thực tế vật lý, thì chúng tôi vẫn để mở vấn đề và liệu một mô tả như vậy có tồn tại hay không. Tuy vậy, chúng tôi tin rằng có một cái lý thuyết như thế, và vì thế Einstein cả đời vẫn bảo vệ cái hiện thực cổ điển. Đấy. Tức là và như vậy là vẫn có khả năng là có một cái mối quan hệ kiểu như thần giao cách cảm giữa hai bên. Thế nhưng mà giải quyết vấn đề này như thế nào? Đó. Thì có rất nhiều cách giải thích khác nhau. Có cách giải thích là tại hai cái điểm của ông Bob và ông Alice xuất hiện một cái lỗ run.
giống như lỗ đen, tức nó hút thông tin vào rồi nó truyền sang bên kia. Đấy, bên kia thì sẽ là thông tin nó chảy ra bên kia, và trong lỗ run ấy, thì hình học nó hoàn toàn khác, cái metric hoàn toàn khác, cho nên khoảng cách có thể rất ngắn, cho nên nó vẫn có thể là vẫn nhỏ hơn vận tốc ánh sáng, nhưng nó truyền qua lỗ run chứ nó không truyền qua không gian thật. Đấy, tức là ông giải thích như có một giải thích kiểu lỗ run như thế. Tất nhiên là giải thích này nó cũng hơi ngụy biện một tí, nhưng mà tôi chấp nhận. Thứ hai là có là học thuyết hai thế giới, tức là và sau này nó phát triển thành học thuyết nhiều thế giới, tức là con mèo của Schrödinger ấy, là trong thế giới chúng ta nhìn thấy là vừa sống vừa chết, nhưng thực ra là có hai thế giới tồn tại đồng thời, và chúng ta nhìn thấy thế giới là bằng cái gọi là toàn ảnh, cho nên chúng ta nhìn một lúc là cả hai trạng thái chập vào như nhau. Thế thực ra là con mèo sống ở trong một thế giới và con mèo chết ở trong một thế giới khác, ý là thế. Thế thì hoặc là vũ trụ toàn ảnh chẳng hạn, là chúng ta, tôi lấy cái ví dụ này của tôi, cho nên chắc là không biết có đúng hay không, nhưng mà chúng ta thấy là trên quả địa cầu là rất nhiều châu lục riêng khác nhau cách bởi đại dương, nhưng mà thực ra ở dưới thì nó thông nhau hết đó. Cho nên thế giới này thực tế là Bob và Alice, mình tưởng là họ là hai cái bị tách rời nhau về không gian, nhưng thực ra là nó có nối nhau ở một cái không gian khác. Cho nên nếu mà theo mô hình vũ trụ toàn ảnh, tức là chúng ta nhìn thấy hai cái ảnh khác biệt có thể mâu thuẫn nhau, nhưng mà ở dưới thì chúng lại nối nhau, thì cái phần nối đó nó sẽ giải quyết tất cả những vấn đề mâu thuẫn mà chúng ta nhìn thấy. Thế thì đấy, cái đấy là cách giải quyết của cơ học lượng tử. Thì cái lý do là tại sao lúc bây giờ còn nhiều vấn đề như thế mà cả thế giới này đã chấp nhận ngay, thì lý do là người ta giải nghĩa sai một cái đoạn trong cái cuốn sách nổi tiếng của Neumann. Neumann là chứng minh được là hai hình thức luận Heisenberg và Schrödinger là tương đương, là nói là chứng minh là không có biến ẩn. Đấy. Thì ông John Bell năm 66 thì ông nói là Einstein là sai. Ông dùng những lời lẽ rất là nặng nề. Ông có nói là không những là sai mà lại còn foolish, tức là điên. Đấy. Thế nhưng mà sau đó thì đến năm 74 thì mới phát hiện ra là có một bà toán học, rồi vật lý, rồi triết học, bà này làm đủ thứ, bà này học trò của Noether, tức là bà này đã chứng minh là cái khẳng định về của cộng đồng về cái phần viết của Neumann là sai rồi, dựa trên những giả thiết không đúng. Thế và thế thì tức là, và người ta nói, sau này người ta nói lại là thực ra Neumann là không có ý định chứng minh như thế, và người ta cắt nghĩa cái đoạn đấy và nhét chữ mồm ông thôi, tức là dùng cái tên Neumann để cho mọi người thuyết phục thôi. Thì đấy là chúng ta nói lên là quay trở lại cái động lực đầu tiên, tức là cắt nghĩa sai có thể là có hại cho khoa học. Đúng không? Tại vì nếu mà người ta biết đến công trình của Hermann từ năm 35 thì chúng ta có thể có thông tin lượng tử sớm hơn. Phần thứ ba chúng tôi sẽ đi vào thế nào là tính phi lượng xứ và Bohm và Bell. Thì chúng ta quay lại cái thí nghiệm hai khe hở, tức là bắn một cái chùm electron, tức là rõ ràng electron là hạt, hạt điện tử là hạt, bắn qua hai khe này thì nó sẽ có giao thoa, và giao thoa thì chắc chắn nó phải là sóng, đúng không? Tại vì hạt thì nó sẽ, nếu bắn qua hai khe chúng ta thấy ảnh của hai khe hai bên chứ không thể thấy cái ảnh giao thoa được. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là trong cái thí nghiệm này là sau đó thì có cái giải nghĩa của De Broglie, tức là mà Copenhagen dùng cái giải nghĩa đó thì đúng hơn, là nói lên là electron là vừa là sóng vừa là hạt. Cái này thì nó là lúc khác thì nó là sóng, phép đo này thì nó là sóng, phép đo khác nó là hạt. Đấy là cách giải nghĩa của Copenhagen. Đó. Và electron thì trong thí nghiệm này là đã chui qua cả hai khe hở, thì nó giống như là tính sóng hạt là giống như hình chiếu thôi, chiếu lên mặt phẳng này thì nó tròn, chiếu mặt phẳng kia là vuông, thì cũng tùy thí nghiệm là giống như một phép chiếu vậy. Thế thì De Broglie thì không hài lòng với việc đó, mặc dù là toàn bộ cái giải nghĩa này dựa trên công trình của ông, nhưng ông không hài lòng cái đó, thì ông đưa ra một lý thuyết là sóng dẫn đường, tức là ông tách ra sóng riêng, hạt riêng, và giải trong lý thuyết này giải thích được tính tất định, lưỡng tính sóng hạt, rồi sự sụp đổ của sóng, rồi nghịch lý con mèo, giải quyết được hết. Và thực tế thì trong cái thí nghiệm ông tách riêng ra, là trong thí nghiệm đó là electron vẫn là hạt như thường. Đấy, nhưng mà cái đi kèm với hạt đó thì nó có một cái sóng dẫn đường, và chính sóng dẫn đường nó mới gây ra cái giao thoa. Còn electron vẫn chỉ chui qua một lỗ mà thôi, thì có thể giải quyết được tất cả vấn đề mà của Copenhagen. Đó. Thế nhưng mà lý thuyết ấy chưa hề hoàn chỉnh và còn nhiều mâu thuẫn, cho nên khi Pauli đưa ra một cái phản ví dụ thì thuyết phục được De Broglie, là De Broglie tuyên bố là bỏ, không phát triển cái nữa.
đi trước đây nữa, thì sau này đến năm 1952 thì có ông David Bohm. Tôi nghĩ là nói chuyện về về Bohm thì có thể phải nói một buổi, tại vì ông này cuộc đời rất là lý thú. Nhưng mà ông ta viết lại cái hàm sóng dưới dạng C thì bằng R, E, tức là có một phần pha và một phần là biên độ. Thì ông thấy rằng là thì viết lại cái phương trình Schrödinger dưới dạng này, và ông đưa thêm cái quy, cái này phần này tôi nói hơi cho các nhà lý thuyết một chút, còn những người nào mà không quan tâm lý thuyết thì tạm thời nghỉ. Thế thì và chúng ông viết lại thì cuối cùng ông định nghĩa lại được cả vận tốc, thì thấy rằng là có cái phương trình là Hamilton Jacobi thì nó mô tả chính là một hạt đấy, như mô học cơ học cổ điển luôn. Và cuối cùng định nghĩa vận tốc trong cái từ phương trình Hamilton Jacobi này sẽ có phương trình vận tốc là giống hệt phương trình Einstein, là bằng chính bằng F bằng MA, đúng không? Chỉ thay thế ở đây là cộng thêm một cái quy, mà quy đấy người ta gọi là thế năng lượng tử, do cái thằng R nó đóng góp vào. Thế còn thế vậy là giống hệt như phương trình Newton cũ. Đấy thì đấy là cơ học, đấy là cơ học Bohm, và hiện nay là đang phát triển này rất là ghê. Nhưng mà cái giá phải trả là bây giờ chúng ta có hạt chuyển động theo một quỹ đạo xác định, nhưng cái giá phải trả là tính phi định xứ lượng tử. Tức là quỹ đạo của Bohm là chạy như thế này, đúng không? Các hạt electron qua cái lỗ là có đường đi rõ ràng chứ không phải là sóng gì cả. Đó, cái sóng mà gây ra là riêng, còn hạt thì vẫn chạy theo đường cố định. Thế thì nhưng mà cái chúng từ đấy chúng ta có thể suy ra là nếu mà có n hạt mô tả thì chúng ta lại viết được là vg thì bằng là như thế này, và khi đó s là hàm Jacobi thì nó là phụ thuộc vào tọa độ của tất cả các hạt. Thực ra là vận tốc của một hạt thì xác định bằng chính tọa độ của nó thôi, nhưng đằng này thì vận tốc của một hạt lại xác định bằng qua tọa độ của các hạt khác nữa, thì đây là chính là tính phi định xứ. Giống như ông Bob và Ali, tức là không thể xác định tại một chỗ, chỉ tại một chỗ được, mà dáng điệu của ông Bob là phụ thuộc vào dáng điệu của bà Alice ở trong cái thí nghiệm kia. Thế thì ở đây hôm nay chúng ta cũng nhắc thêm một, ở Việt Nam mà có gần đây có một cái công trình của anh Võ Văn Thuận, đó, cũng đo về cái việc mà thí nghiệm qua hai lỗ. Hôm nay anh Thuận có thể không tới, thì tôi cũng nhắc qua như vậy. Tức là cái này rất là đáng khen, ở Việt Nam cũng làm những cái thí nghiệm mà rất là cổ điển và rất là cơ bản như thế này. Thế thì sau khi Bohm làm xong cái này thì ông phát triển lên nữa, là đưa về cái tầm triết học, thì tất cả mọi thứ trên đời này là đều có một cái người ta gọi là trật tự ẩn và trật tự tường minh. Ví dụ như là cái đầu tiên về trật tự ẩn và trật tự tường minh, tức là giả sử chúng ta có một cái trật tự ẩn là như thế này, chúng ta quan sát một cái bể cá và chúng ta có hai cái máy quay, một cái máy quay từ dưới lên, cái máy quay bên này, và khi truyền qua bên này thì chúng ta nhìn thấy hai màn hình này chúng ta nhìn thấy con cá, màn hình này chúng ta nhìn thấy đuôi cá. Thế và người quan sát là chúng ta, thì những cái như là cơ học lượng tử rồi là các thứ chúng ta đo được ấy, là thực ra là ở bên này, còn thực ra ở dưới này là chỉ có một thực tại mà thôi. Đấy, tức là cái ý của ông thế. Và nhận thức luận đó cũng vậy, tức là phần nhận thức luận nói chung trên đời này là thế giới này là có cái trật tự ẩn là như thế này, và trật tự ẩn là nối hết với nhau. Thế còn ở trên này chúng ta chiếu lên thành các trật tự tường minh thì lúc ấy là nó mới riêng rẽ với nhau. Đấy là quan điểm của Bohm, và cái này ông phát triển thành triết học, và sau đó ông chuyển sang nghiên cứu về ý thức, rất là trừu tượng. Thế xong rồi ví dụ như ở đây có các nhà toán học thì tôi cũng nói qua một cái ví dụ về trật tự ẩn. Ví dụ như là chúng ta biết là có, nếu nói đến không thời gian thì bắt buộc chúng ta phải nói đến hình học, đúng không? Thì theo quan điểm của Bohm và các cộng sự thì hình học này cũng chưa phải là ẩn, mà đấy là mới là trật tự tường minh mà chúng ta cần nhìn. Và cái có một cái đại số nào nằm ở dưới, là từ đại số mà chúng ta suy ra hình học, thì đấy là chính là trật tự ẩn của hình học. Và thực ra là trong toán thì chúng ta có một cái định lý gọi là định lý Gell-Farm, đúng không? Nếu mà biết biết đại số thì chúng ta có thể suy ra được hình học, đúng không? Tức là định lý Gell-Farm. Tức là nhân nói một cách toán học thì nó phức tạp hơn, đúng không? Đấy thì vì thế mà ông ta nói là cái phần trật tự ẩn thì thế giới của chúng ta là liên hệ với nhau, tức là wholeness, tức là tính thái cực. Thế thì vì thế ông ta phát
Vì thế mà chúng ta thấy rằng là trong phần thật tự ẩn thì có không có phân biệt cái thế giới vô cơ, thế giới hữu cơ hay là thế giới tâm lý. Thế vì vậy là ông Bohm có nói chuyện rất nhiều lần về Đức Dalai Lama, về cái vấn đề ý thức là như thế nào, tại sao liên quan với thế giới chúng ta như thế nào. Và ông ta thấy là cái thế giới bên dưới, thế giới ẩn thì nó có một cái sự, có một cái dòng chảy liên tục và vận động liên tục như vậy. Thì tôi sẽ dừng cái này ở đây, nếu mà nói thì sẽ rất dài và có khi là mọi người nghĩ mình lầm thần. Sau đó vào những năm 60 xuất hiện một quái kiệt khác, tức là John Stuart Bell. Đó, ông ta bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cơ học Bohm, và ông ta đã đưa ra cái bất đẳng thức Bell này để chứng minh được rằng là nếu mà có một cái trật tự gọi là trật tự định xứ thì chúng ta có thể kiểm tra được. Nếu cái trật tự là phi định xứ thì chúng ta cũng có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm. Tại vì trước kia tôi hiểu được là vấn đề này không bao giờ ngã ngũ, giống như tin có Chúa hay không có Chúa đấy là tùy người, nhưng mà đây không phải thế. Kiểm tra được thằng thực nghiệm có nghĩa rằng là có thể nó là khách quan. Thế thì có một cái ví dụ ở đây rất là nổi tiếng của John Bell là đôi tất của Berman. Berman là cộng sự viên của John Bell, nhưng ông có cái tính chất là luôn luôn đi hai đôi tất khác màu nhau, rất là mốt của ông. Thế bọn trẻ con bây giờ nó cũng đi giày hai màu khác nhau. Thì nếu mà nhìn vào bên tất bên phải của ông là tất màu hồng thì tự nhiên mình suy ra bên trái là tất không màu hồng, thì đây là trường hợp rối lượng tử, đúng không? Mà, tức là hai thông tin liên quan đến nhau, chúng ta chỉ cần nhìn tất bên phải cũng suy tất bên trái. Và nhưng đặc biệt là ông John Bell dùng chỉ sơ đồ Venn thôi, dùng lý thuyết tập hợp thôi, ông ta đã suy ra một cái bất đẳng thức Bell. Thì lát nữa là Phó giáo sư Nguyễn Bá Ân sẽ nói về cái phần này chi tiết hơn. Nhưng mà nếu mà chúng ta kiểm tra trong thực nghiệm mà thấy là bất đẳng thức này mà đúng thì tức là thế giới của chúng ta là định xứ, tức là vẫn chứng minh được ngoại phạm. Đó. Thế còn nếu mà cái này không đúng, bị vi phạm trong những thí nghiệm nhất định thì không thể chứng minh được là ông ngoại phạm. Cái ý là như thế, hoặc không buộc tội ông được. Thì quan điểm của Bell về hiện thực thì bây giờ rất là thú vị. Nếu chúng ta đọc lại cái ý của Bell thì chúng ta mới hiểu được là những cái giải thích của truyền thông bây giờ nó sai ở chỗ nào. Được, thứ nhất là Bell nói lên là Einstein đã thấy những cái điều này và rất là hợp lý, và những người khác đã không chịu nhìn nhận, đã tự mình vùi mình vào cát. Ở đây là ông ám chỉ những người mà theo Copenhagen. Thì tôi không đánh giá là đúng sai thì, nhưng mà chỉ biết là biết tư tưởng của Bell là như thế nào. Thứ hai là Bell nói thẳng luôn là sự tồn tại sự vật không có cách gì phụ thuộc vào quan sát được, như Niels Bohr nói. Thế thì vậy là con đường đến giải thưởng Nobel vật lý năm nay, đúng không, là bắt đầu là từ cái tính phi định xứ của Bohm, xong sau đó đến cái bất đẳng thức của Bell là để kiểm nghiệm thực tiễn, và sau đó thì dựa trên cái bất đẳng thức này thì các ông đưa ra những cái thí nghiệm mà lát nữa là tiến sĩ Ngô Quốc Hưng sẽ nói, và đưa ra cả những cái ứng dụng để chứng minh tính thực nghiệm đấy nữa. Cái lớn của giải thưởng Nobel năm nay là như vậy. Thế thì những triển vọng mới tôi nói rất là nhanh. Thứ nhất là nhận thức mới, thì đầu tiên là chúng ta có thể nói ngắn gọn về ý nghĩa của giải thưởng Nobel năm nay là khẳng định là tính phi định xứ. Trước tiên là có phi định xứ, tất cả những cái lập luận định xứ chúng ta là phải xét lại hết. Thứ hai là Bell là chúng ta còn phải tiếp tục, chứ không phải là xong giải thưởng Nobel năm nay là hết chuyện đâu. Đấy chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó thì chúng ta phải từ cái bất đẳng thức Bell thì chúng ta còn phải thay đổi cái cơ sở của cơ học lượng tử, đưa cho nó một giải nghĩa khác nữa. Và thứ ba là nếu chúng ta tiếp tục theo nghĩa này, di sản của Bohm, thì chúng ta bắt đầu có phương pháp luận để nghiên cứu về cái người ta gọi là ý thức. Di sản của Bohm, đấy. Thì Bohm là có phi định xứ và cơ học Bohm. Thứ hai là nhận thức luận về tính trật tự ẩn và cái tính toàn thể. Thứ ba tức là nghiên cứu về ý thức, tức là ông ta đưa ra như thế. Thì cái này tôi không khẳng định tất cả những cái này là đúng, nhưng mà ông ta mở đầu là chúng ta có thể làm được những việc đấy. Thế thì và chúng ta cũng nói là 2020 thì Penrose được giải thưởng Nobel, thì đặc biệt là Penrose chịu ảnh hưởng của Bohm rất là nhiều. Ông cũng nghiên cứu về ý thức và đưa ra cái lý thuyết về ý thức của Penrose và Pribram và Hameroff, thế cho nên là
chúng ta clarify ở đây, chúng ta làm rõ một điều, tức là không phải giải thưởng năm nay là khẳng định những cái hiện tượng cận tâm lý là đúng không? Không chứng minh được. Chúng ta chỉ chứng minh được rằng là nó không thể bị phủ định bởi nguyên tắc định xứ nữa thôi. Đó, tức là chứ còn tức là ngày xưa chúng ta bảo cái đấy không đúng, bởi vì muốn tác động trực tiếp phải tác động trực tiếp, nhưng ngày nay chúng ta không dùng cái lập luận để chứng minh là nó sai được. Nhưng mà không có nghĩa đấy, thì nhiều người giải nghĩa là giải thưởng Nobel này chứng minh là cận tâm lý là đúng, không phải, không có điều ấy. Đấy thì cái này chúng ta nói về cái dự án Stargate của CIA, đúng không, nghiên cứu về các hiện tượng cận tâm lý trong rất nhiều năm. Triển vọng của ứng dụng mới thì đặc biệt tôi lưu ý mọi người đến các cái công trình của Anton Zeilinger về mật mã lượng tử và viễn tải lượng tử, thì có rất nhiều ứng dụng trong công nghệ thông tin. Đây có chị Mai, nó chuyên gia về công nghệ thông tin, chị Hà Dương. Thì nhưng mà chúng ta phải làm rõ là viễn tải lượng tử khác với viễn tải cổ điển. Không có chuyện du hành thời gian, tức là viễn tải cổ điển, tức là người tự nhiên biến mất ở chỗ này, xuất hiện ở chỗ kia. Mà viễn tải lượng tử chỉ có cái là như này, chúng ta tạo ra một cái hạt ở đây và chúng ta có thể copy toàn bộ thông tin của cái hạt này để chúng ta sản xuất ra cái hạt ở một chỗ khác. Trong ví dụ có những công trình trong môi trường siêu dẫn chẳng hạn, thì tôi sẽ không nói dài về cái đấy vì hết thời gian. Và cuối cùng chúng tôi nhắc tới cái chiến tranh công nghệ hiện nay, là chúng ta đang có chiến tranh lạnh về công nghệ rất là ghê, đúng không? Bắt đầu bằng chiến tranh bán dẫn, Mỹ cấm vận Trung Quốc để đủ các thứ. Thế nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ rằng là chiến tranh bán dẫn là sẽ không quyết định thắng lợi, mà quyết định thắng lợi chính là ở thông tin lượng tử và tính toán lượng tử. Đấy, tại vì bán dẫn là chắc chắn là tôi tin là Trung Quốc nó sẽ làm được, không có gì khó. Thế là dự báo tương lai là chúng ta đang đứng trước một cái bước ngoặt lớn về cả xã hội, thì chúng ta có một cái trật tự mới. Về khoa học công nghệ, chúng ta đang có rất nhiều thành tựu mới. Chúng tôi review thành tựu trong vật lý hàng tháng thì thấy rằng hàng tuần là có những cái thay đổi suy nghĩ. Hiện nay vật lý nó phát triển chóng mặt, khác với cái thời tôi làm là đợi mãi hàng năm chưa có gì mới cả. Nhưng bây giờ thì mới cứ hàng tuần là có những cái thành tựu mới. Và nhận thức bây giờ chúng ta có một tư duy mới là dựa trên tính phi định xứ lượng tử. Tôi xin hết. Xin cảm ơn bài giảng thuyết trình ban đầu của Phó Giáo sư Nguyễn Ái Việt đã cung cấp cho chúng ta những cái kiến thức gọi là rất cơ bản, đại chúng về cái thuyết lượng tử. Thì bây giờ là thời gian vẫn còn cho cái câu hỏi. Thế thì ở đây thì có thể là tại hội trường cũng như là các vị đại biểu đang tham gia online, hiện nay là đang thấy có 5 người có thể đặt câu hỏi. Và những câu hỏi này thì giáo sư Nguyễn Ái Việt sẽ trả lời ngay. Đó, xin mời các câu hỏi. Vâng, giáo sư Trường. Với tất cả những thành tựu khoa học đã đạt được, thì trong thế kỷ này liệu có thể có được một cái khoa học nào đấy đáng tin cậy để giải thích tất cả những hiện tượng tâm linh? Và theo tôi thì những hiện tượng tâm linh theo quan điểm tư duy logic ấy, thì đều là phi logic. Đây là comment. Đó là comment hay câu hỏi ạ? Là câu hỏi với xin anh Hiệp. Tức là thực ra cái đề tài của hôm nay ấy, tôi không có ý định nói về tâm linh. Đấy, thực ra là và cũng muốn làm rõ một cái điều, tức là không phải là cái giải thưởng Nobel năm nay tức là mở đường cho, tức là gọi là khẳng định là tâm linh là có, đúng không? Rồi, như tôi nói lúc nãy, chỉ có nói đến là cái tư duy mà dựa trên cái phi định xứ thì có thể liên quan đến tâm linh. Đấy, tức là mình phải rõ chứ. Và cái quyển tôi khuyến cáo là mọi người đọc các tác phẩm của David Bohm, đặc biệt cái quyển là Wholeness Explicate and Implicate Order, tức là trật tự ẩn, trật tự tương minh và tính thái cực của vũ trụ. Thì
thì mọi người sẽ thấy được là chúng ta có trong tay một cái tư duy mới để mà có thể là mở rộng khoa học, làm sao mà nghiên cứu cả các hiện tượng tâm linh. Trước đây thì cũng có nhiều người cũng muốn hỏi một cái vấn đề mà nó liên hỏi một cái vấn đề liên quan, tức là vừa ngay anh trình bày ấy, tức là thuyết lượng tử một số đại lượng nó không phải là những cái giá trị cố định mà nó là tổ hợp, tức là cùng một lúc có rất nhiều, và chỉ dùng cái phép đo anh mới xác định được nó là giá trị nào. Thế thì nhiều câu hỏi đặt ra là thế thì cái phép đo ở đây khi mà anh nói, tức là cái hàm sóng của anh suy sụp, thế thì anh có thể giải nghĩa thêm một cái ý, tức là phép đo ở đây cụ thể nó hiện nào. Hôm trước hình như tôi nhớ là chị phó giáo sư Hà Dương cũng đã hỏi một tác giả về cái ý nghĩa của phép đo ở đây là gì, tức là tại sao mình nói là cái khi tôi đo như thế thì hàm sóng nó lại suy sụp xuống này. Anh có thể giải thích nôm na cho mọi người ý đấy được không? Đây là vấn đề là giải, tức là interpretation, tức là giải nghĩa, cắt nghĩa. Đây là cắt nghĩa của trường phái Copenhagen. Thực ra là người ta nói như là có cái trường cắt nghĩa đấy, nhưng thực ra là quan điểm của Bohr. Bởi vì về sau là ngay cả Pauli và Heisenberg cũng không đồng ý với Bohr ở nhiều điểm. Thì cắt nghĩa của Copenhagen là khi mà chúng ta đo là chúng ta đưa hạt ấy về trạng thái riêng. Luôn chúng ta biết là có trạng thái và các trạng thái lượng tử thì là tổ hợp tuyến tính của nhiều trạng thái riêng. Khi đo thì chúng ta phải đưa về trạng thái riêng, bởi vì thực tế bao giờ chúng ta đo là hạt spin lên trên hoặc xuống dưới, chứ không thể nào đo được một cái giá trị lẻ. Thế thì không, nhưng ý tôi nói ở đây là đấy là cách giải nghĩa của Copenhagen. Còn cách giải nghĩa mới của Bohr, tức là đo được không là một, tức là chỉ có hai giá trị thôi, đo là đo thật luôn, không hoặc là một. Chứ còn phép đo là chẳng qua là trước kia Bohr nói là khi mà chúng ta đưa một cái hạt vào trong cái máy thì chúng ta đã dùng từ trường để mà tác động lên trạng thái rồi, bắt buộc đưa nó về trạng thái riêng. Thế thì để đo được không hoặc là một. Đấy, tức là phép đo cũ là thực tế là đưa vào máy và chúng ta đã tác động cách thô bạo lên cái trạng thái lượng tử đó. Thì cái này, vấn đề này là vấn đề giải nghĩa chứ không phải là đấy, còn phép đo là gì thì tức là đấy, tức là chúng ta đưa máy ra để quan sát nó. Vâng, xin mời câu hỏi khác. Vâng. Trong bài giảng anh có nói đến một khái niệm gọi là cận tâm lý. Đấy có phải là liên quan đến tâm linh? Anh Chu Hào đang quan tâm đến cái tâm lý. Có lẽ là cái chủ đề tâm lý này là hấp dẫn rất nhiều người. Tôi nghĩ là sẽ có một cái chủ đề để cho hôm nay chúng ta tập trung vào đây hơn. Bởi vì cái đấy là khi mà thảo luận là rất nhiều cái ý kiến và mọi người rất quan tâm về cái vấn đề này. Nhưng mà có lẽ là nó hơi nằm ngoài cái vật lý tâm lý hôm nay. Vâng, xin mời câu hỏi khác. Có một cái người cũng hỏi tôi trước cái buổi này, tức là khi mà anh nói cái mà gọi là cái mà gây cái ma quái của anh nói khi mà tác động xa ấy. Thế thì hai cái hạt ấy phải ở trong cái trạng thái gọi là hối lượng tử, anh đưa ra xa thì lúc ấy anh mới có chuyện là tôi đo cái này tôi biết ngay kia. Thế thì cái câu hỏi đặt ra là khi anh đưa ra xa như thế, thế thì có thể, rất có thể là môi trường nó tác động nó làm phá vỡ cái trạng thái đi rồi, thế thì cái cách mà anh đưa ra mà duy trì nó như thế nào, năng lượng nó có tốn không, hay là nó có giữ được cái trạng thái không, anh đưa ra xa nó đã không dối hay thế nào rồi thì sao, anh có thể comment. Tôi có khi là nói chưa phải là chuẩn, nhưng mà cứ nói bừa tí cho nói. Thực tế thì trạng thái mà rối lượng tử, khi mà hai hạt được gọi là trong một trạng thái vướng víu hoặc trạng thái vấn vương với nhau, đúng không? Hoặc là rối lượng tử, tức là nó có một đại lượng gì đấy bảo toàn. Đấy, thí dụ có một cái đại lượng gì mà chúng ta biết trước, và cái đấy không thay đổi, bất di bất dịch. Mặc dù môi trường lại khác, là chúng ta phải tính đến môi trường, nhưng mà đây chỉ tính hai hạt thôi, đúng không? Hạt này mà thay đổi thì hạt kia nó cũng phải thay đổi theo, nhưng mà tức là tóm lại là nó vẫn phải bảo toàn. Chúng ta biết một cái gì bảo toàn thì gọi là trạng thái rối lượng tử hay là vấn vương đó. Đấy thì ông phá vỡ là chuyện khác. Thì giả sử đưa ra sao tôi đập một cái thì cái hạt này sẽ phải thay đổi ngay, chả liên quan đến hạt kia, nhưng nó chỉ thay đổi ở một cái tính chất spin thôi.
Chứ còn nếu mà cho hạt nữa vào thì nó lại không phải là hệ, hệ đóng nữa, mà nó là hệ mở mất rồi. Thì cái đấy điều ấy không. Xin mời câu hỏi khác ạ. À, cái này tôi là báo là hết giờ nhưng mà chúng ta vẫn không cứng nhắc. Hoặc câu hỏi tiếp thì. Xin mời, chúng ta còn thời gian mà. Ở online có ai hỏi gì không ạ? À không. Có ai câu hỏi thêm nữa? Thôi nếu không có câu hỏi thì chúng ta tạm dừng 3 phút lên chụp ảnh và coffee break, rồi sau đấy là sau 5 phút thì chúng ta quay lại. Vâng. Mặt ban tổ chức em xin thông báo như này ạ. Thứ nhất là ban tổ chức phục vụ trà nước cho đến tận cuối buổi ngày hôm nay. Thế là khi nào mà vì hội trường chúng ta không mang đồ vào đây cho mọi người có thể là khi nào mà có thể dùng thì ra ngoài. Cái thứ nhất, cái thứ hai là xin mời các quý đại biểu lên chụp một kiểu ảnh để gọi nhà cho công tác truyền thông của trung tâm thông tin. Cái thứ ba là như chúng tôi thông báo là có tặng cuốn sách bên ngay lúc đầu, một số đại biểu có biết thì tặng cuốn sách, thì những đại biểu nào mà chưa được tặng thì mọi người có thể liên hệ bên ngoài. Cái thứ hai là Hội Toán học có tạp chí Pi số mới nhất cũng muốn tặng tất cả các đại biểu ngày hôm nay, thì đại biểu nào mà chưa nhận tạp chí Pi thì cũng có thể nhận ở bên ngoài của hội trường ạ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng mời mọi người lên chụp một kiểu ảnh kỷ niệm đối với trong cái buổi đại giảng ngày hôm nay ạ. Vâng. Cũng để tiết kiệm thời gian thì mời mọi người lên luôn và sau đó chúng ta nhanh chóng ra ngoài hội trường cà phê một chút, xong là chúng ta để quay lại bài giáo sư Ân nhỉ? Bài của giáo sư Hưng. Vâng ạ, xin trân trọng kính mời ạ. Các điệu đại biểu ở phía dưới lên luôn giúp lên đi ạ. Không sao đâu, trên hội trường rất là đông, thành ra là mọi người có thể chụp ảnh được. Các bạn tham gia online thì có thể bật cam lên giúp chúng tôi ạ. Tham gia online lên để coi như là chụp được. Kiểm tra cái thứ sáu này phải ai? Ủa rồi.
mấy lần em có cái việc không tra đâu. Anh tra số của anh. Số cho. Dạ, cho xuống trước xong rồi. Vâng. Trong điện thoại. Cần kiểm tra thứ 6 nhé. Không biết thứ 6. À, dạ vâng, bác kiểm tra điện thoại. Chưa thứ 6 ạ. Chưa thứ 6. Thứ 6 này là 11. Thứ 11. Thứ 6.
Thôi chúng ta tiếp tục chương trình của bài giảng đại chúng hôm nay. Bây giờ bài giảng tiếp theo là của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Ân về bất đẳng thức Bell. Đây là một trong cái cấu thành trụ cột để khẳng định. Thì bài giảng của giáo sư Phó Giáo sư Nguyễn Ái Việt trình bày những nét cơ bản, còn bài giảng của Nguyễn Bá Ân là ngoài cái chuyện là đề cập đến một số khái niệm cơ bản liên quan thì anh chủ yếu tập trung giải thích cho chúng ta về cái bất đẳng thức Bell, mà chính là dựa trên cái bất đẳng thức Bell này mà giải thưởng Nobel được trao tặng. Alo. Tốt hơn. Cái đây rồi. Alo. Bài giảng của anh Việt thì đã vẽ một bức tranh rất là tổng quát rồi, rất là rộng, thậm chí là quá rộng. Thế nên là bây giờ tôi sẽ chỉ chốt lại một cái nhỏ thôi. Mục đích của tôi là muốn làm sao mà nói ra để mọi người nói chung là lĩnh hội được một cái gì đó. Tôi nhận có công thức, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nói những công thức rất là bình thường để mọi người có thể hiểu được và tương đối chi tiết. Thì bây giờ là cái định bất đẳng thức Bell là một bất đẳng thức rất là có thể nói là thần thánh và là cái cột của cái giải thưởng Nobel năm nay. Cho nên phải nói cho nó rõ. Cho nên trước khi đó thì phải vào đề nhiều thứ, tôi chuẩn bị rồi. Nhưng mà những cái vào đề này thì anh Việt cũng đã nói qua rồi, và thời gian cũng có hạn. Tôi chỉ nói lại là năm 1900 là bắt đầu coi như năm sinh của cơ học lượng tử, và những năm tiếp sau đó là những năm vàng của cơ học lượng tử, đánh dấu bằng một loạt các giải thưởng Nobel. Mỗi một dòng này có thể nói ra 5-7 phút, nhưng mà thôi bây giờ bỏ qua bởi vì không thì thời gian nó không cho phép. Đấy. Và mọi điều nó rất là suôn sẻ, rất là tốt đẹp cho đến năm 1935. Chúng ta đã biết rồi, năm đó là cùng một năm mà Einstein, Podolsky, Rosen viết một bài báo đặt tên là liệu các cái mô phỏng của cơ học lượng tử về cái một cái hiện thực vật lý có đầy đủ hay không. Trong cái số báo đó thì cũng năm đó thôi, Bo theo cái số sau Bo trả lời lại, và một cách rất đặc biệt là cũng dùng đúng như cái tên đó, y hệt như của Einstein. Hai người tranh luận với nhau, mà nói thật là đọc những bài báo này họ khó hiểu là phép, vì nó là triết học rất là khó hiểu. Mà đấy thì chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Và bắt đầu từ năm 1975 ấy là bắt đầu cái cuộc tranh luận giữa hai người này, là hai ông đầu của hai cái trường phái cãi nhau. Tí nữa tôi sẽ không nói kỹ vào đây, tí nữa sẽ nói. Và cuộc tranh luận này kéo dài khá lâu, cuối cùng ta sẽ biết nó kéo dài bao nhiêu lâu. Đấy. Thôi đi ngay thẳng vào vấn đề một cách cụ thể. Cái chương trình chuyển động của trong cái thế giới lượng tử là phương trình Schrödinger. Rất đơn giản, cái phương trình này rất đơn giản. Đây, ơ chết, nó lại như thế nào? Sao nó lại như này cháu? Chắc là phải đề nghị hôm qua trừ giờ. Đừng nói rất ức chế này không à? Đây. Phương trình Schrödinger, tôi không chỉ bằng cái này nữa, nhớ bấm nó lộn xộn. Cái dòng thứ nhất, cái phương trình này vô cùng đẹp, rất đơn giản, là một trong 10 phương trình top đẹp nhất và nhiều ý nghĩa nhất. Đây là thậm chí phương trình này chỉ đứng thứ 10 trong top 10 theo một cái hệ thống thống kê nào đó. Thì trong này phương trình bên này thì là y này, từ đạo hàm theo t rất đơn giản. Bên này chỉ có cái h thôi, cái h tức là Hamiltonian, tức là cái toán tử của năng lượng. Phương trình vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà xin nói ngay, tức là không bao giờ, hầu như không bao giờ giải được chính xác. Bởi vì cái hát đến năng lượng ví dụ hệ chỉ được giải chính xác cho một số trường hợp rất đặc biệt thôi, như nguyên tử hydro chẳng hạn, có một điện tử một hạt nhân thì giải được chính xác, còn đến heli hoặc đến nhiều hạt nữa thì không bao giờ giải được chính xác, thậm chí viết ra còn không đủ giấy tờ mà viết. Cho nên những cái trường hợp ấy thì người ta phải gần đúng. Nhưng mà dù gần đúng hay dù chính xác hay dù gì, mà cái trên hết của cái phương trình này là cái gì, là cái nó là tuyến tính. Đấy. Cái chất khác hẳn của nó là tuyến tính. Mở ngoặc, phương trình Newton là FMEA là phương trình phi tuyến nhá. Còn đây là phương trình tuyến tính. Và chính cái tuyến tính này, đấy ta chỉ cần nhớ nó tuyến tính thôi, không cần biết hát của bao nhiêu cả. Hát rất phức tạp, có thể không giải được, có thể gần đúng như nào đấy, nhưng nó là tuyến tính. Đấy. Và tuyến tính thì nó dẫn ra cái gì? Nó dẫn ra một cái điều ta rất đơn giản là như thế này. Nếu mà các cái
và C1 vân vân và CN là kinh nghiệm của cái phương trình này, thì nó là tuyến tính, cho nên bất kỳ một tổ hợp tuyến tính nào của nó cũng sẽ là nghiệm của phương trình đấy. Đấy là nó về toán. Và nếu về vật lý thì những cái trạng thái kia mà là trạng thái vật lý khả dĩ của một hệ nào đó, thì trồng chập của chúng, trồng chập tuyến tính của chúng cũng là một trạng thái khả dĩ của cái hệ đó, của cái hạt đó. Đó là cái sâu xa nhất của cái phương trình này, chứ không phải là cái cụ thể của nó hát bằng bao nhiêu. Đấy, thì cụ thể luôn đi vào đấy, thì đấy gọi là cái nguyên lý trồng chập trạng thái, nguyên lý trồng chập, và nó có những cái hệ quả rất sâu xa. Ta chỉ cần nhớ lại cái trạng thái tuyến tính. Và vì như thế, tôi nói ví dụ đối với một hạt, nếu như cái hạt ấy trạng thái không này này là một trạng thái khả dĩ của hạt, trạng thái một là một trạng thái khả dĩ của hạt. Ở đây tôi lưu ý luôn, không và một đây là hai cái trạng thái abstract, trạng thái thôi, chứ còn không nó có thể là đối với nguyên tử, đối với các hệ khác nhau nó khác nhau. Ví dụ không đối với một nguyên tử có thể nói là trạng thái cơ sở cơ bản, một là trạng thái kích thích. Đối với photon nó có thể không là trạng thái phân cực dọc, một là phân cực ngang. Đối với spin 1/2 thì không có thể là up, ấy có thể là down. Đấy, nhưng mà đây là không một là hai cái trạng thái khác nhau của một cái hệ thôi, một cái chiều tượng như thế thôi. Đấy, nếu không và một là những trạng thái vật lý thì cái tổ hợp alpha 0 cộng với alpha 1 là một cái tổ hợp tuyến tính, thì nó cũng là một cái trạng thái vật lý. Nó cũng trạng thái vật lý. Và cái trạng thái vật lý này đấy, người ta gọi là qubit, tên thật của nó là quantum bit. Đấy. Và nó đã được ông cha nó khai sinh ra nó cái tên đó là ông Schumacher. Ông ấy đưa ra cái tên này năm 1995. Trong khi ông nói chuyện với ông Utter thì ông đưa ra cái này. Và bây giờ thành hoàn toàn thông dụng qubit. Thì là qubit tức là quantum bit. Quantum bit tức là một cái tổ hợp tuyến tính của hai cái 0 và 1. Đấy, một cách chủ tượng như thế. Thế thì bây giờ bit là 0 và 1. Nhớ chữ O, 0 hoặc 1. Đấy. Còn qubit là gì? Qubit là 0 và 1. Đấy. Hoặc và khác nhau. Cùng một lúc 0 và 1 thì mới là qubit. Còn nếu mà hoặc 0 hoặc 1 thôi thì là bit. Hay nói cái là một bit chỉ mô tả được một trong hai trạng thái, một trong hai sự kiện. Đấy. Thế còn qubit là cùng một lúc mô tả được hai sự kiện đó. Nếu n qubit lên thì lại càng ấy. N bit chỉ mô tả được một trong hai mũ n sự kiện. Còn qubit thì là một lúc mô tả được hai mũ n sự kiện. Hình dung nếu n lớn 100 chẳng hạn thì đấy là vô cùng cùng lúc. Và đấy là cái cơ bản để mà dẫn đến máy tính lượng tử nhanh vân vân. Nhưng nó ra ngoài lề tôi không nói. Đó. Thì bây giờ bắt đầu từ cái qubit này thì ta thấy nào. Ông Bo nói thế này. Bây giờ có cái qubit đấy. Alpha 0 cộng với alpha 1 đấy. Thế bây giờ hỏi là thế nó ở trạng thái nào? Nó là 0 hay là 1? Ông nói cho nó rõ đi. Thì Bo bảo là không biết được. Nếu cái qubit đấy ra không biết được. Không có gì tồn tại nếu như ta không đo nó. Có nghĩa là muốn biết là phải đo. Phải đo nó, đo xong cái thì là nó sẽ ra hoặc là không là một. Nhưng oái oăm thay là khi đo nó thì không thể predict được nó sẽ là cái gì. Nó lại có thể là ở đây là alpha bình, alpha không bình, tức là một cái xác suất nó là không, một xác suất nó là một, chứ không thể nào được. Nhưng mà dù là có xác suất nhưng mà khi đo xong thì mới hiện, nó mới hiện nguyên hình của nó, gọi là cái reality nó mới thể hiện. Lúc ấy nó mới thể hiện cái reality, cái thực tại, cái hiện hữu, tôi dùng chữ hiện hữu đi, hiện hữu của cái qubit nó mới là không hoặc là một. Đấy. Tức là nếu ta muốn biết nó là cái gì thì ta phải đo. Đấy. Mà lại oái oăm là đo nhưng mà không bao giờ biết được chính xác kết quả. Xác suất nó xảy ra theo một xác suất. Vậy cho nên là Bo nhận định cái chỗ này tức là gì? Reality tức là cái hiện hữu của nó ra là không hay một thì mang tính chủ quan. Chủ quan ở chỗ là không biết được, nó không thể hiện nó đâu. Đấy. Muốn biết nó thì đo, hoặc đo cái này hoặc đo cái kia, tức là đo các hệ đo sẽ nói khác nhau. Thế nhưng mà nghĩa là đo hay không, biết hay không, reality chỉ tồn tại một cách objective, một cách chủ quan, phụ thuộc vào người. Đấy. Phụ thuộc vào người ta. Đấy. Mình là rốn của vũ trụ. Đấy thôi. Còn mọi thứ không có gì tồn tại hết. Theo Bo là không tồn tại, phải đo mới biết được. Đấy là. Và cái thứ hai là đo nhưng mà lại không biết được sẽ được cái gì. Không biết là sẽ được cái gì. Được cái gì hay không lại là do trời. Tức là mình muốn nhưng mà trời lại cho cái gì thì phải chịu thôi. Đấy tức là quan điểm của Bo. Nhìn vào cái Covid này đã thấy như thế. Thế còn sao nó lại còn Einstein ấy thì ông lại nghĩ khác. Ông bảo làm gì có chuyện hiện hữu của mỗi một trạng thái, của mỗi một sự việc, có thể kể cả người đi, là do trời định.
Trời đây, God ở đây là anh Xanh muốn nói là God không phải là một ông một thiên thần cao siêu nào hết. God đây là mẹ tự nhiên, là Mother Nature. Ông nói là chữ God đây là hiểu, chúng ta hiểu. Anh Xanh chính đã nói thế, đừng có tưởng tôi mê tín, tôi gọi God là thượng đế cái gì cả. God tôi viết thì cho nó ngắn thôi. Còn God tức là Nature, viết hoa. Đấy, tức là tự nhiên sẽ cho mỗi người một số phận hết. Mỗi người có như thế nào hết. Chứ còn, và tồn tại hoàn toàn là khách quan, không phụ thuộc vào người. Ở đấy một câu nổi tiếng là mặt trăng chẳng nhẽ nó không ở đấy nếu tôi không nhìn đến nó à, chẳng nhẽ tôi nhìn đến nó có nó à, cái đại khái như thế. Thế còn tôi nhìn hay không nhìn không quan trọng, có nghĩa là mọi thứ không cần đo, nó có hết rồi, thượng đế đã có hết rồi. Và thượng đế, và khi đo hay nó có rồi, và khi đo chắc tất nhiên nó 100% nó ở trạng thái đấy thôi, không có chuyện xúc sắc, không có chuyện xác suất. Đấy, tức là anh Xanh hoàn toàn đối ngược lại, tức là cái reality, sự hiện hữu của cái trạng thái của sự vật, bất kỳ sự vật nào là khách quan, chứ không phải object. Đây trên là objective, còn dưới là trên là subjective, dưới là objective, là khách quan không phụ thuộc vào ta. Và cái đo được cái gì ấy cũng không phụ thuộc vào ta, ta không nhìn hay là nhìn nó vẫn tồn tại mà thôi. Đấy thì cũng là không có tính xác suất mà tính tất định. Hai cái hoàn toàn khái ngược nhau, một cái là xác suất, một cái là tất định, một cái là chủ quan, một cái là khách quan. Đấy thì hai cái hoàn toàn đối lập nhau. Hai cái của ông này là như thế. Đấy là nói vắn tắt như thế cho nên mới xảy ra chuyện cãi nhau. Đó. Thế còn bây giờ đấy ta đây lại quay lại. À, thế còn bây giờ ta nói đến hai hệ chẳng hạn. Ở đây tôi cái A và B ấy, thì thường là một, nói cho nó đơn giản là hạt thôi, nhưng thực ra là cả một hệ cũng được, nhiều hạt cũng được, hai hệ A B. Tôi cứ nói hạt cho nó đơn giản. Tức là nếu xét hai hạt thì sao? Hai hạt thì rõ ràng là mỗi hạt có thể nằm trong không và trạng thái một. Cho nên nếu hai hạt để với nhau thì nó có thể là 0 0 0 1 1 0 1 1, bốn cái khả năng đấy. Nó cứ đứng cạnh nhau thôi, thằng không đứng cạnh thằng không, thằng không đứng cạnh thằng một, bốn trạng thái đấy là khả dĩ, đương nhiên là khả dĩ. Nhưng vì cái phương trình Schrödinger là phương trình tuyến tính, cho nên tổ hợp tuyến tính của nó, bất kỳ một tổ hợp tuyến tính của nó như thế này, đấy, gồm bốn cái số này cũng là một trạng thái vật lý khả dĩ, cũng là ở đây alpha, beta, gamma, delta này là các hệ số phức bất kỳ, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện là điều kiện chuẩn hóa. Tại sao được cần chuẩn hóa thì nó vượt qua cái bài này thì biết là nó đấy. Còn bất kỳ đấy là cái trạng thái đấy thì ta thấy bây giờ cái trạng thái chung nhất là như thế. Nhưng bây giờ chẳng hạn trong cái chỗ này alpha mà nhân với delta, công thức nhân không sao đâu, bằng beta nhân với gamma thì sao? Nếu mà thỏa mãn cái điều kiện đấy, nó là bất kỳ, nhưng giả sử ta áp đặt cái điều kiện đấy vào thì ngay lập tức một bạn bình thường nào cũng có thể viết được nó ngay là lúc ấy nó sẽ màu cái đây. Lúc ấy nó sẽ được viết như thế này, tức là tự nhiên chỗ này nó thành có cái dấu tensor, tích tensor. Nếu có thỏa mãn cái điều kiện kia thì cái trạng thái hai cái hạt này tự nhiên trở thành hai cái trạng thái mà sống trong hai không gian hoàn toàn độc lập với nhau, không nói gì cả. Đấy. Thế là thì vào cái trạng thái người ta gọi là trạng thái separable state, các trạng thái separable. Tiếng Anh là như thế, và tiếng Việt tôi dịch ra là trạng thái rời. Đấy, rời. Rời là tách rời, rời. Nó đơn giản như thế. Tí nữa tôi nói tại sao gọi là rời cho nó hay như thế. Tôi thấy rất là hay những chữ rời. Đấy, thì đấy là trạng thái như thế. Thế nếu mà trong trường hợp ngược lại, nếu mà cái dấu này là dấu khác, alpha nhân với delta mà khác beta nhân với gamma, thì học sinh giỏi toán mấy, đọc bao nhiêu số pi cũng không thể nào mà viết tách biệt được hai cái chỗ này ra. Không bao giờ viết được có cái dấu tích phân này, bất kỳ cái A, B, C, D nào không bao giờ tìm ra cả. Giao cho các học trò làm mà thằng nào nộp được bài cho nó 2 điểm luôn. Đấy, vì là nó không bao giờ có được. Và trong trường hợp ấy thì trạng thái này gọi là trạng thái. Bạn, nếu ạ, về sau câu hỏi tôi sẽ nói về cái tên gọi. Bây giờ các anh gọi lung tung lắm. Anh Việt thì gọi Vấn Vương, anh này gọi luôn chi chặn nhậu. Anh Việt lớn còn gọi cái tên khác nữa cơ. Nguy hiểm hơn cơ. Đại khái thế cho lúc khác sẽ nói. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Là trạng thái quantum correlated state. Đấy. Nếu mà nói về nội dung, nó là trạng thái mà bị correlated một cách quantum. Thì correlation chúng ta biết rồi, correlation các bạn chất rắn thì thường là tương quan. Thế nếu chỗ này dịch là trạng thái tương quan lượng tử, nhưng mà tương quan ấy thì nó lại tương điện tử tương quan nó tương tác, còn đây nó không tương tác. Đây cái hai hạt ấy không tương tác gì cả, nó tương tác lúc đầu thôi, nó thành rối với nhau không tương tác gì nữa. Cho nên là tôi tạm dịch thôi, cái chỗ này thì tôi tạm dịch là trạng thái liên quan lượng tử, chứ không gọi là tương quan. Tương quan nó thể tương tác, nó có chữ tương vào đấy mới được, chứ liên quan lượng tử thôi. Đấy là nói về bản chất của nó. Còn tên thật của nó thì là trạng thái entangled state, là trạng thái rối.
chính xác là rối, tôi xin nhắc lại một lần nữa là rối, chứ không có vương vấn vương víu gì ở đây cả, liên đới liên tiếc gì ở đây cả, vì nó có giấy trong giấy khai sinh của nó là rối. Giấy khai sinh bố nó là ai? Bố nó là ông Schrödinger. Năm 1935 ông đã đặt tên, vì ông là người Áo, ông viết đặt tên là tiếng Đức. Ai biết tiếng Đức tôi phát âm không đúng thì là Verstriken. Đấy, tiếng Đức của nó, tên khai sinh của nó là như thế, hãy gọi cho nó đúng chứ đừng có gọi nó là gian díu cái thứ gì cả. Đấy, tên thật của nó là như thế này, và tên này sang tiếng Anh nó là entanglement. Nhưng vì mình không biết tiếng Đức, tiếng Anh cũng không hiểu, cho nên cứ thấy nó cứ thế nào ấy. Những bạn nào học tiếng Nga tôi nói một chữ là sẽ thấy ngay thôi. Zaputanosti, trạng thái này zaputanosti sastaya nhỉ, hiểu ngay là trạng thái rối, khai sinh của nó là rối, đừng có gọi cái khác đấy. Còn nội hàm của nó thì lại là quantum correlatiste, nội hàm của nó đấy. Nếu mà diễn giải nó tên em là Bạch Tuyết nhưng mà em lại đen, ví dụ như thế thì phải gọi nó là Bạch Tuyết chứ không thể gọi là đen được đấy. Trong giấy khai sinh của nó là như thế, cho nên tôi xin không phải nhắc lại, tôi không có cái quyền gì cả, nhưng mà nếu mà chọn chữ thì phải chọn chữ đúng trong giấy khai sinh, nó là trạng thái rối. Và chỗ rối này nó rất hay là, và trạng thái kia là trạng thái rời, rối rời rối rời, cùng một chữ thôi, gọn lắm, hai chữ r luôn đấy. Trạng thái không rối thì nó trạng thái không rối là trạng thái rời đấy, tôi gọi là sepera bần tờ rời, cái này là rối. Tôi xin phép cho chính thức trong từ điển của Việt Nam là như thế, còn diễn thế nào là rời, thế nào là rối thì là chuyện khác, anh diễn giải ra nhá. Đấy, như thế. Thế còn bây giờ, thế trong trường hợp đặc biệt, nếu mà alpha bằng delta bằng không, còn cái kia thì ngược giống nhau bằng 1/2, thì ta thấy rõ ràng nó khác nhau và rõ ràng nó là trạng thái rối rồi. Rối rồi, nhưng mà rối đặc biệt. Rối đặc biệt như thế này. Đấy, nó có dạng như thế. 1/2, còn chỗ này là 0,1 trừ đi 1,0. Đấy, nó có cái trạng thái như thế. Đây là gọi trạng thái rối đặc biệt. Và trạng thái này người ta sẽ gọi là trạng thái EPR state. Nó là rối rồi. Rối nhưng mà rối hơi chung. Thì bây giờ rối riêng thôi. EPR state. Là tại sao? Tại vì là Einstein đã dùng chính trạng thái này trong cái bài báo của mình. Ba tác giả của nó. Cho nên nó gọi là EPR state. Mà nó cũng có thể gọi là trạng thái Band state, vì Band cũng dùng cái trạng thái này để trong cái thí nghiệm của mình. Cho nên cái tên EPR state hay là Band state là một. Ai thích gọi gì thì gọi, đều đúng cả. Ai yêu ai thì gọi thế thôi. Một khi tôi gọi tên của cái thằng tôi ghét, ví dụ như thế, không sao cả. Nói thì lưu ý là các cái tên nó khác nhau nhưng bản chất nó là một. Thế bây giờ cái trạng thái rối hay là hiện tượng rối là vô cùng quan trọng, chúng ta đã biết rồi. Nó là rất là nòng cột trong tất cả các chuyện này. Và nhưng mà nó lại rất là kỳ lạ, rất là kỳ lạ ở chỗ nào. Tôi chỉ điểm qua rất là ngắn gọn những cái kỳ lạ của nó thôi. Đây, tôi đưa ra 4 cái cặp phạm trù như thế này. Chúng ta học triết ấy, chúng ta biết là có cái cặp trù chung riêng, đúng không? Chung và riêng. Thế mà tôi còn nhớ là hình như triết học biện chứng ấy thì nói là cái riêng mới là cái quan trọng, cái riêng sẽ kết luận cái chung. Riêng quan trọng hơn, đúng không? Đấy. Từng cái riêng mới nên cái chung. Cặp điện từ chung riêng là thế. Ở đây cũng là chung riêng thì đây nó lại khác. Đây cái trạng nhìn vào trạng thái Ben này, bây giờ cái này tôi không bấm được, chỉ là nhìn trạng thái EPR này ta thấy là chung có không? Ta biết có cái chung, chung là gì? 0,1 hoặc 1,0. Có nghĩa là anh với em là một người không, một người một. Anh một thì em không, mà em không, tức là ngược lại, tức là chúng ta bao giờ cũng là khác nhau một tí, khác nhau mới sống hòa thuận được. Đấy, cái chung là như thế, biết ngay cái chung này. Nhưng hỏi em là không hay là một thì không biết, em chẳng biết em là không hay một. Anh thế nào, anh cũng chẳng biết nào. Cho nên Bennett có một lần ngồi ăn thì ông nói chuyện cái trạng thái này là như thế này. Là đôi ấy ngồi nói chuyện tỏ tình với nhau như bảo em không biết em là ai, anh cũng không biết anh là ai, nhưng chúng ta biết chúng ta là ai, cưới nhau đi anh. Đấy, ví dụ thế. Thế là Bennett nói rõ ràng ở đây tức là cái chung thì biết mà cái riêng thì không biết, ngược lại với cái phạm trù mà mình học trong triết học. Đấy là cái cặp phạm trù thứ nhất tôi muốn nói. Cái thứ hai là random và tất định. Random là chỗ nào? Bây giờ hỏi A, anh A là không hay là một thì ông Bo nói rồi, không biết, phải đo. Đấy, khi đo thì lúc nãy nói rồi, đo thì không thì 50% nó sẽ là không, em 50% sẽ là một. Đấy là cái random. 50% nghĩa là hoàn toàn random luôn ấy, không thể nào có predict gì là cá độ ở đây, không bao giờ được. Đấy. Cho nên đấy là tính ngẫu nhiên của trạng thái Ben này. Nhưng mà lại kèm thấy cái tính ngẫu nhiên ấy là tính tất định. Khi mà ngẫu nhiên bên này rồi, được cái em là không rồi, thì anh 100% anh sẽ là một. Nó lại để ra cái tất định. Cái ngẫu nhiên này ra cái tất định này. Ngược lại, 50% em là một, thì anh 100% là không.
Đấy, tôi muốn nói đối chứng cái chỗ ngẫu nhiên và tất định ở chỗ này, trong cái trạng thái Ben này, nó sẽ thể hiện cái chỗ đấy. Cái thứ ba nữa là mãi mãi và ngay lập tức. Mãi mãi là thế nào? Nếu mà cái cặp này đã được sinh ra, tất nhiên khi sinh ra thì nó phải ở cùng với nhau nó mới sinh ra được. Có trường hợp nó ở xa thì sẽ nói sau. Nhưng nói chung là các anh và em phải ở cùng với nhau thì mới tạo sự rối được. Sau khi rối rồi, anh và em đi xa bao nhiêu cũng được, ra tận thiên hà nào, tức là không phân biệt khoảng cách, khoảng cách vô cùng cũng được. Đấy. Tức là mãi mãi nếu không ai động vào, lúc đấy có hỏi câu là tí anh Quang hỏi là nếu đi xa nó bị mất cái gì thì cái đó là chuyện khác, lúc nào có dịp tôi sẽ giải thích kỹ hơn là cái lời kiểu của anh Việt đấy. Nếu không có gì động chạm đến, anh và em đi xa nhau không có thằng nào tán tỉnh, không có tán tới gì cả, thì mãi mãi anh và em vẫn là anh và em, vẫn là tình yêu chung thủy đấy. Tức là xa bao nhiêu cũng thế, mãi mãi. Nhưng một khi có thể nó tán chẳng hạn, tức là một khi đo được em là trên hay là dưới chẳng hạn, thì lập tức anh cũng sẽ đổi ngay. Tức là lúc ấy đó, một cái là tình yêu muôn thuở, nhưng một cái là chỉ động vào cái là chết ngay, động vào một cái là instantaneously, nhanh luôn hơn cả ánh sáng. Đấy, cái chuyện nhanh hơn ánh sáng sẽ nói sau. Nhưng cặp chủ cặp cái thứ ba là mãi mãi và ngay lập tức, và cái thứ ba là gần kề và xa thẳm. Chẳng hạn như thế. Gần kề là thế nào? Hai cái anh ấy sau khi sinh được ra, nếu để sống trong một nhà vân vân thì nó vẫn êm đẹp như thế thôi, vẫn là cặp đấy thôi. Mà đi xa, anh đi học, du học ở đâu đấy thì rất xa bao nhiêu, anh bay sang hành tinh khác thì tình yêu chúng ta vẫn như thế thôi, không có ai động chạm vào. Đấy, tức là gần nhau cũng vậy mà xa nhau cũng vậy. Đối với anh và em khoảng cách không còn ý nghĩa. Đấy, để nhà như thế. Đấy thì cặp chủ ra. Và cặp chủ cuối cùng là có thể và không có thể. Không có thể là nếu như không có trạng thái này thì rất nhiều cái giao thức ở trong cuộc đời này, ví dụ viễn truyện lượng từ, mật mã lượng từ, máy tính lượng từ v.v. là không thể nếu không có trạng thái này. Bây giờ công nhận điều đấy rồi. Nhưng có trạng thái này, nó làm những cái không thể trong thế giới của chúng ta trở thành có thể trong thế giới lượng từ. Đấy là cặp thứ tư. Có thể ai nghĩ thêm cặp nào thì cặp, nhưng mà ít nhất là có thể phát thảo cái bộ mặt của cái trạng thái. Trạng thái rối này chứ không phải vương víu gì cả, tức là trạng thái rối này nó thể hiện ra bốn cái cặp phản chủ đấy. Thế thì đấy, sau cái này nói rồi, Einstein đã sử dụng cái trạng thái này trong cái bài báo của mình và đưa ra cái thuyết gọi là cái thuyết định xứ hiện thực, local realism, định xứ hiện thực hay định xứ hiện hữu, tùy theo cái đây tôi cũng chưa biết cách dịch đấy, và thì cho nên gọi là EPR state. Còn Ben nó đưa ra trong cái thí nghiệm của ông ta, cho nên gọi là Ben State, hai cái là một, muốn gọi cái nào thì gọi. Thế bây giờ ta sẽ đi sâu một tí vào cái local realism, trạng thái định, cái lý thuyết định xứ và hiện thực ở chỗ nào. Thì Einstein quên nói, tức là trong cái đấy, vì lúc nãy cãi nhau đấy thì Einstein bảo là như vậy là ông Bô sai, ông Bô bảo xác suất này, ông Bô bảo là phải đo mới có này, tất cả cái đấy là sai. Cái hiện thực nó có, mẹ tự nhiên là cho nó có. Cho nên là cơ học lượng từ nó incomplete. Chữ incomplete ở đây dịch là thế nào? Thì mọi người hay dịch nó là không đầy đủ. Thì tôi nghĩ là nó không theo kiểu toán đâu, không phải điều kiện cần điều kiện đủ đâu. Mà tôi cho có lẽ nên dịch incomplete ở đây là chưa hoàn thiện. Có lẽ như thế hay hơn, có thể là đúng hơn. Nó chưa hoàn thiện, chứ không phải là không đầy đủ. Chứ đầy đủ nó mường tượng là chữ cần, điều kiện cần và đủ này nọ thứ. Tôi tạm thế, nhưng mà tiếng Anh là incomplete, nghĩa là còn cái gì đó khúc mắc ở trong đấy, còn cái gì đó ẩn trong đấy mà chúng ta chưa biết. Thì cho nên là ông đưa ra cái thuyết của ông ấy là local realism. Local bây giờ phải phân tích là hai cái đấy là gì, nói bất cụ thể. Local là gì? Theo lời ông đây này, thôi cái đoạn trên, theo lời ông là một cái trạng thái B, cái trạng thái thực vật lý thực hiện thể hiện hiện thực của B không bao giờ có thể bị ảnh hưởng bởi cái gì anh động chạm đến cái thằng A, mà thằng A ở cách xa vô cùng. Nó xa thế cơ mà nó có liên quan đến tôi đâu, anh động nó kệ, tôi không quan tâm. Nó động nhà tôi mới quan tâm. Còn động đấy không quan tâm. Đấy là cái local. Nói như anh Việt là động tương tác cái này nó kia là một cạnh các bạn. Chính ông Thanh cái lời của ông. Được rồi, không bao giờ là một cái B này, hành động của mình, cử chỉ của mình, tình yêu của mình mà lại bị ảnh hưởng bởi một cái thằng tít xa xôi chẳng liên quan gì đến mình, ở rất xa, coi như là xa vô cùng đi. Đấy thì cái điều vô lý đấy là local không cho phép đấy. Chỉ có non local thì mới thế thôi. Non local sẽ nói sao, anh Tài không thích non local, không thích phi định xứ. Định xứ là như thế.
thằng A với thằng B xa nhau, không có cách nào mà ảnh hưởng với nhau cả. Tất nhiên phải coi như là giữa chúng không có tương tác gì. Alo, đấy, đấy là cái local nhá, ta hiểu cái local, cái định xứ. Còn cái realism, cái dịch là hiện thực hay là hiện hữu, tùy theo. Đấy thì ông ấy nói như này, câu nguyên văn của ông như này. Đấy, nếu như không có cách gì và không làm gì động đến anh A cả, đấy, nếu động đến một anh cả, anh A, anh B cũng không quan trọng, động đến một anh, ta chẳng làm gì động đến này cả, mà tao vẫn biết một cách chính xác mày là ai, mày ở đâu, mày có những tính chất gì, thì cái đó là element of reality. Đó là một sự hiện thực khách quan. Không động đến, không nhìn lên mặt trăng, vẫn biết như vậy là mặt trăng là hiện thực. Còn động đến là chuyện khác. Và đây là những cái gì mà không có cách nào động đến, mà không cần động đến gì cả, mà ta vẫn biết được with certainty. With certainty tức là biết chắc chắn luôn, 100% luôn, là cái trạng thái đấy như thế, hạt ấy như thế, tất cả thứ như thế tồn tại mà ta không động đến, thì cái đó gọi là reality, gọi là sự hiện hữu của một cái đại lượng nào đấy, của một cái vật thể nào đấy. Bất kỳ hiện tượng nào, bất kỳ vật thể nào, bất kỳ trạng thái nào đều có sự hiện hữu cả. Theo anh Einstein thế. Bám chặt vào hai cái ý này để thấy là cái thuyết của anh Einstein như thế nào. Đó thì Einstein mới trên cái thuyết đó ông ấy sử dụng cái trạng thái này và ông làm như thế nào? Ông phân tích như thế nào? Cái lập luận của ông như thế này. Tôi nhắc lại là cái không và một này thì không thì nó tùy theo các hệ, ví dụ như là ánh sáng thì không có thể là phân cực dọc, một có thể là phân cực ngang, vân 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 vân. Đấy thì trạng thái nó sẽ viết thành như thế kia. Còn nếu nó là spin chẳng hạn thì cái spin trên trục R nó có thể hướng theo trục R hoặc nó hướng theo ngược lại trục R, thì ta viết như thế này, lúc ấy viết như thế này. Mà cụ thể hóa hơn nữa, nếu như cái trục ấy là trục Z thẳng đứng chẳng hạn thì ta sẽ viết spin up, spin down, spin down, spin up như thế này. Mà nếu cái ta đo theo trục X tức là ngang trái phải thì nó lại là trái phải trừ đi phải trái. Đấy, tức là cụ thể và từng hệ nó sẽ như thế. Thế nhưng mà ở đây tôi sẽ liên quan đến cái chuyện là hướng spin 1/2, đấy nó như thế, ví dụ thế. Thì ý nghĩa của Einstein là như thế này. Ông ấy tạo lên các cái trạng thái rối như thế này, trạng thái rối spin 1/2 thế này. Spin bao giờ nó cũng ngược chiều nhau. Đấy, R trừ R, còn đánh kia trừ R thì sẽ là R, vân vân. Và như thế bao giờ nó cũng có. Và cái thứ hai là đo, xin lỗi, là thí nghiệm này là thí nghiệm tưởng tượng nhé, ông tưởng tượng ra những cái thời kỳ đó là kỹ thuật không có, các thứ rất là nghèo nàn, cho nên đa phần những ông nổi tiếng là ông chỉ ngồi trong phòng kín rồi ông tưởng tượng ra cái thí nghiệm thôi. Thì đây là thí nghiệm tưởng tượng Jedakin, tức là thí nghiệm tưởng tượng. Thế bây giờ thí nghiệm tạo ra như thế và bây giờ bắt đầu đo, ông ấy bảo là bắt đầu đo theo một cái hướng spin nào đó, theo một spin nào đó, chẳng hạn tôi lấy luôn cho nó cụ thể là Z, tức là đo theo cái hình chiếu spin trên trục Z. Hãy đo đi, trục Z là trục thẳng đứng thế này thôi. Thì bây giờ anh A đo, các bạn nhìn đến đây sẽ thấy anh A là lên bên này trừ đi trừ xuống bên này, cho nên khi đo ấy, tí nữa có thời gian sẽ nói cụ thể câu hỏi lúc nãy là đo spin như thế nào. Đo.
đẻ ra cái chuyện là nó lại có hai cái hiện thực. Lên một, nếu lên 90% xuống 10% thì hiểu được, nhưng lên 100% mà xuống có 100% không thể nào chấp nhận được. Đấy là cái anh Thanh đưa ra cái mâu thuẫn. Cái thứ hai là anh B được như thế nhưng mà anh A thì lại không có cái nhận thức nào cả. Khi hiểu anh A thì chỉ biết anh A 5% lên 5%, tức anh A lại không có cái reality. Anh A không, một khi anh A lò đầu ra thì anh B lấy thôi. Đấy cũng là một cái anh Thanh không đồng ý ở cái chỗ là chưa mô tả được cái anh A, tức là không mô tả được cả cái reality của cả hai. Và cái thứ ba ông nhức nhối nhất vì là động chạm đến cái vận tốc ánh sáng của ông ấy là cái ảnh hưởng action này lại xảy ra ngay tức thì. Rất nhiều người hiểu là cái chỗ này là tại sao lại tức thì nhanh hơn ánh sáng cả, thì khiến tí nữa có thể có thời gian giải thích thêm rồi. Nhưng anh Xanh là bức xúc ở ba cái điểm đấy, ít nhất là ba điểm đấy, và như thế là ba cái điểm đấy làm cho ông ấy không chấp nhận cơ học lượng tử. Và như thế người ta hay gọi đấy là EPR paradox, nghịch lý Einstein mở ngoặc, tức là ông ấy không gọi là nghịch lý EPR đâu, cho mọi người gọi là nghịch lý EPR, và hiểu là như thế. Và ông ấy cú nhất là cái chuyện là spooky đấy. Ông bảo đấy thì như thế cho nên là cái gì là ma quỷ ở đây rồi, chả có cái chuyện như thế đấy, 100% lên rồi lại 100% xuống, nhưng cái thằng A lại chả biết nó ở đâu lên hay xuống, chả biết mập mờ rồi lại ngay lập tức này, đấy là ma quỷ spooky action at distance đấy. Cho nên Einstein nói như thế, và cái spooky ma quỷ Einstein không thích. Einstein chỉ thích cái gì nó rõ ràng là thôi, mẹ nature đẻ ra cái gì cũng rõ ràng, cái gì chưa biết vì ông đã còn giấu ở đâu đó mình phải đi tìm cho mà biết thôi. Einstein nói thế, ông chơi những cái trò rất quý nhưng ông hay giấu ở chỗ kín, mình phải đi tìm đấy. Và Einstein nói là quantum mechanics là incomplete, tôi vừa nãy nói rồi, incomplete đây tôi thích dịch là chưa hoàn thiện thôi, chứ không phải là chưa đầy đủ. Mặc dù phần nào đấy nó hơi giống nhau. Đấy, thì Einstein là nói như thế này, tôi nghiêm túc mà nói tôi không bao giờ tin vào cơ học lượng tử, bởi vì nó không thể dung hòa được với cái ý tưởng cho rằng là mẹ vật lý là phải bao giờ cũng phải thể hiện cho một cái reality của bất kỳ một cái ai, bất kỳ một vật thể nào, bất kỳ một trạng thái nào, đều có một cái sự hiện thân trong thế giới này, khách quan, không phụ thuộc vào ai. Đấy là câu không phụ thuộc vào distance, vân vân. Đấy là câu thứ nhất của ông. Câu thứ hai của ông là như vậy cơ học lượng tử sẽ chưa hoàn thiện ở chỗ đó, nó không làm được cái chuyện đấy, nó không định danh được, mã số định danh không có, chẳng biết tôi là ai cả. Cho nên là Einstein tin rằng là còn những cái parameter khác, còn những cái gì khác nữa mà con người chưa biết, cái khác đấy nó sẽ định danh tất cả các chuyện, nó sẽ chỉ ra cái reality cho từng sự việc, từng trạng thái. Và vì ông, nhưng ông không nói cái parameter ấy là cái gì, phát hiện nó như thế nào, cho nên người ta từ đây có tên là hidden, tức là các biến ẩn, cái chuyện biến ẩn. Thì, và đây chính là câu của anh Xanh, ông ký ở đây mà. Đấy, và bây giờ tôi xin, và như vậy là bắt đầu từ đây là cái lý thuyết biến ẩn ra HVT, hidden variable theory, ông ấy đưa ra. Và đây tôi nói luôn, không biết thời gian thế nào anh Quang nhỉ, thôi cứ cho nói thoải mái đi tí. 11 phút đi. Thoải mái nhưng mà tối đa 10 phút lại một cặp trùng khác. Thoải mái nhưng mà tối đa. Rồi, bây giờ biến ẩn, tôi được cố gắng nói nhanh vậy. Biến ẩn nó rất đơn giản, nó chỉ khác thế này thôi. Ví dụ mọi cơ học lượng tử ấy là mỗi một cái vật thể, mỗi trạng thái của một cái đối tượng nào đấy thì đặc trưng một cái trạng thái psi. Ba chấm này tức là spin này, khối lượng này, phân cực này, tất cả cái gì trong cái hồ sơ lý lịch CV của mình có hết trong bây giờ. Đấy, cơ học lượng tử rồi đấy. Nhưng anh sẽ bảo thiếu, phải thêm, ngoài ba cái chấm ấy phải thêm một cái nữa, gọi là cái biến ẩn lambda. Đấy. Lambda ở đây ta phải hiểu là lambda có thể là một tập hợp của các lambda, lambda 1 vân vân. Và mỗi một cái lambda n này thì lại có thể là gián đoạn, có thể là liên tục, chưa biết là cái gì. Chỉ biết là còn phải những cái biến ẩn cho vào thêm đấy, thì nó sẽ hiện hình tất cả các thứ. Đấy, nói nôm na rất đơn giản như vậy. Đấy. Và ông ấy nói rằng là đấy, God, nhắc lại một chữ nữa, God đây là mẹ nature nhá, chứ không phải thượng đế gì cả. God đã đảm bảo cái reality cho mỗi một người, cho mỗi một sự việc, bằng cách gán cho mỗi người mỗi sự việc đấy một cái biến ẩn, một cái số biến ẩn nào đấy. Hay nói cách khác,
Thì bây giờ theo thuyết thuyết bí ẩn của ông ấy, sao không ra nữa đây? Sao này cháu ơi, nó biến ẩn cho nên nó ẩn đi một tí. Nó bị sao đấy, nó không ra này, không ra hình. Rồi. Theo ông ấy thì cái trạng thái kia vẫn thế, chỉ nó thêm các biến ẩn mà thôi. Chẳng hạn như tôi viết có thể là lambda A, lambda B vân vân. Nhưng vì có cái biến ẩn này, nó như thế nào thì chưa biết. Nhưng vì có biến ẩn này, cho nên khi anh đo A thì 100% nó sẽ là lên. Và lúc ấy 100% B sẽ là xuống. Không có chuyện khác. Cái B nó quy định như thế thôi. 100% anh A phải lên và anh B phải xuống. Đó. Là hai thằng đều có cái reality. Thế còn cũng có khi đo được được ngược lại, anh xuống anh lên, thì tại vì biến ẩn nó quy định như thế. 100% là như thế. Cái chuyện mà lúc thế này lúc thế kia ấy, thì Bo giải thích là xác suất, là probability. Còn anh Danh bảo chẳng có gì xác suất cả, đấy là ông trời ông đã gắn cái biến ẩn vào rồi. Khi anh đo nó được có thế này thôi. Anh lần đo cái cặp khác nó lại như thế này, hai cái đều 100% hết. Đấy, tức là giải quyết được cái chuyện là không hề có cái xác suất nào cả mà hoàn toàn deterministic. Trong trường hợp khác cũng thế. Đấy. Tức là có vẻ rất là đơn giản thôi. Mọi thứ nó xảy ra một cách như thế. As it is, 100% là vì đã có biến ẩn. Chẳng qua nó cứ lúc này lúc kia là vì ta chưa biết biến ẩn nó như thế nào thôi. Trình độ kỹ thuật có thể nó sẽ về sau nó sẽ cho phép biết biến ẩn. Trong vật lý mở ngoặc ra nó nhiều chuyện lắm. Nếu mà tại sao nó chưa ra, nó không nói, nó bị lạc lề đi. Rồi. Nó bị ẩn mất rồi, nó không bấm được. Đấy, nó đến biến ẩn vắt là nó sẽ dễ nhảy lên. Nó không chuyển. Ấn vào đây vậy, ấn vào đâu? Đấy, thế là nói chung là đưa vào một cái ẩn trái biết cả turbo, nhưng mà có cái biến này nó sẽ quy định tất cả các thứ 100% hết. Chẳng xác suất chẳng qua là vì cái lúc mà đo được cái danh lên là vì cái biến ẩn nó quy định thế. Nó quy định thế, anh A rất chất qua phải lên, và anh A lên thì chắc anh B phải xuống, và đoạn sau là anh A xuống là vì biến ẩn nó bắt anh B phải xuống 100%, không khác nào khác cả. Đối với cái cặp đấy, đối với mỗi cặp có một cái loại, có một cái biến ẩn để quy định khi anh đo nó ra cái gì. Đấy, anh Danh nói là như vậy. Trong khi chờ đợi thì tôi đã nói là về cái cơ học lượng tử này, có một câu họ nói là ai muốn học cơ học lượng tử ấy, muốn hiểu nó, hãy quên tất cả những gì mà mình đã học. Đấy, tức là người ta lại nói một cách phóng đại lên như thế, tức là nghe nhiều cái nó chối tai, nó có khi nó không chấp nhận một cách logic bình thường. Đấy. Như anh Xanh này, cụ nói ra nhiều điều cũng xin lỗi là mấy cái câu của anh Xanh này, đây là mở ngoặc trong lúc không có, trong cái quyển của Ben ấy, viết cái quyển sách ấy, không biết Việt đã đọc chưa, tức là speakable and unspeakable in quantum mechanics nhá, tức là điều có thể nói và điều không có thể nói trong cơ học lượng tử. Tôi đã nói chuyện với nhiều người rồi, cái không thể nói là cái gì với lại nói là cái gì. Tôi bảo cái mấy cha từ điển là unspeakable, tôi là không nói được, speakable là nói được, giải thích thế nào chẳng giải thích được. Đó. Nhưng mà cụ thể nó như thế nào không phải đơn giản, gần đây tôi mới hiểu ra. Đó. Trong cái quyển ấy thì chính Ben nói là hai cái bài báo của ông Einstein, khi ông viết ra cái câu vừa lúc nãy ở trên ấy, thì Bo trả lời là mày viết cái câu ấy, tối nghĩa ta chả hiểu cái gì cả. Đấy là mở ngoặc Einstein hồi đầu tiếng Anh còn kém lắm, hình như tiếng Anh cũng không phải là đẹp đẽ gì đâu. Đấy. Đây mở ngoặc thôi. Thế trong khi Bo trả lời lại chê Einstein thế, thì Ben lại bảo là cái trả lời của Bo tao chả hiểu nó nói cái gì. Đấy. Tức là về triết học nó như thế đấy, nó lôi thôi lắm. Rồi. Bây giờ là phải tiếp tục đây là. À đây là. À đây đến đây rồi. Như vậy là nếu mà theo nói một cái hình thức rất nôm na thì cái thuyết biến ẩn rất là đơn giản, chỉ thêm các biến ẩn mà thôi, thế là xong hết. Không có xác suất, hoàn toàn có reality, có sự hiểu của mỗi người và mọi thứ đều lập trình sẵn hết rồi. Đấy. Thì bây giờ và từ năm 1935 thì bắt đầu đẻ ra hai cái trường phái cãi nhau lẫn lộn. Hai ông lúc ấy đều giải thưởng Nobel lừng lẫy rồi. Ông Tranh có vẻ lừng lẫy hơn tí, cho nên có vẻ nhiều người theo hơn. Ông Bo cũng rất nhiều người theo. Và như thế là Bo thì nói như thế này,
Một số, lúc nãy anh Việt có để ý rồi, một số cái người theo Bo ấy đã chứng minh bằng toán học chặt chẽ là không thể có cái biến ẩn được. Lý luận hẳn nói vân vân. Trong đó có ông Von Neumann. Đấy, nhưng mà thực ra những cái chứng minh ấy nó lại lôi thêm một số cái điều kiện nào đó vào mà Einstein không nêu ra, cho nên cũng không thuyết phục được. Rồi người lại cãi lại là không thể cái này. Đấy là ý nói thế. Rồi cái thứ hai ấy, một số người khác thì dùng cái chiến thuật là short up and calculate, tức là cứ bịt mồm lại cho kệ ông Xanh nói gì nói, ta cứ thế mà ta tính được, cứ tính toán để gửi bài đăng lấy tiền thưởng, ví dụ như thế. Không cần biết cãi nhau gì. Một số người theo cái chính sách ngậm miệng ăn tiền. Đấy. Và một số người thậm chí còn nói rằng là cái chuyện biến ẩn ấy chẳng qua triết học vớ vẩn. Triết học là chả có cái gì food list, chẳng có ý nghĩa gì. Một số người rất coi thường như thế. Đấy là cái phái bên kia. Phái bên này thì Einstein, phái bên này cho là thuyết biến ẩn hoàn toàn tự nhiên và hoàn toàn có lý. Tự nhiên rất là dễ thôi. Vì một cái gì mà anh không định danh được thì anh phải thêm một cái gì vào chứ. Đấy. Ví dụ như hai anh tên là Văn, gọi Văn mà cái hai thằng nó cũng chạy ra không biết xử lý nào. Cho nên trong trường hợp về thông, một thằng Trung Văn, một thằng Anh Văn. Thêm một cái biến vào cho đây là biến lộ, chứ không phải biến ẩn, nhưng phải thêm vào như thế. Đấy thì gọi Anh Văn thì thằng Anh Văn nó mới ra chứ. Đấy thì phải thêm một cái gì vào đấy để định danh cho các thằng. Ở đây anh Ái Việt này. Nhưng nếu nó lại cũng là Ái Việt, thằng kia cũng Ái Việt thì lúc lại phải thêm Ái Việt A, Ái Việt B. Bây giờ gọi anh ấy Ái Việt B anh không lên, anh A không lên nữa, còn anh Việt thì thôi. Ví dụ thế. Tức là phải thêm cái biến ẩn vào rất là tự nhiên, rất là có lý. Mọi người cho là rất là đơn giản, nhưng mọi thứ phải là đơn giản, rất là có lý. Và mọi người, cái phái anh Thanh tin chắc rằng cái lý thuyết biến ẩn ấy sẽ được khẳng định một khi kỹ thuật, cái công nghệ cho phép. Mở ngoặc một tí, cũng như cái hạt hích ấy, gọi là hạt ma, rồi là mãi chẳng tìm ra cả. Người gọi hạt ma, thậm chí người còn gọi là hạt trời đầy, chứ không phải hạt trời, hạt trời đầy luôn. Đấy. Thế nhưng bây giờ là bao nhiêu năm sau, từ năm 64 hay sao đến vừa rồi, mãi vừa rồi mới được, cụ sắp chết rồi. Đấy, thì cụ mới tìm ra được, chứ chắc là đúng. Thế thôi cụ tìm ra được, mới giao giải thưởng cho cụ hích đấy. Đấy, cụ ấy. Thì bây giờ là cụ ấy già rồi, khi năm giải thưởng cụ đã 80 hay sao. Đấy mà đại khái là như thế. Thế thì ta thấy là hai cái trường phái trở nên rõ rệt. Nhưng mà có cái điều này, cãi nhau lung tung cả lên, thằng bịt mồm nhưng mà nó vẫn tính, còn thằng cãi nhau. Nhưng tất cả các trường cãi nhau này đều là lý thuyết, đều là võ mồm hết. Không chứng minh được, anh mày cãi thế tao lại đưa cái chuyện khác cãi. Tức là cãi nhau suốt đời, không thắng không bại. Đấy, vì là toàn là lý thuyết thôi, cãi nhau lý thuyết thôi. Mọi thứ lý thuyết đều trở thành xám thịt, chỉ có cây đời là mãi mãi thanh tươi. Đấy, tức là phải đưa ra được cái bằng chứng cơ thì mới thuyết phục được nhau. Đấy, cho nên là mọi không thăng thắng, không phân thắng bại cho đến năm 1964. Bây giờ bắt đầu mới vào phần chính qua. thêm. Được rồi, thêm mình sẽ trả lại cái tiền thù lao. Dùng tiền thù lao mua 10 phút. Rồi, thế thì năm 1900 là hai trường phái rồi. Đây, cái này nói rồi đúng không? Nó kéo dài đến tận năm 1964. Lúc khi mà Ben ra đời. Thì Ben lại cũng đưa ra một cái sơ đồ thực nghiệm. Sơ đồ hoàn toàn là tưởng tượng thôi. Lúc ấy chẳng có máy móc gì cả. Tưởng tượng ra thôi. Thì cái sơ đồ của ông ấy chỉ khác nhau thế này thôi. Cũng y như là Ben. Cũng như là như của Einstein. Cũng có biến ẩn, vân vân. Nhưng mà chỉ có khác là Einstein ấy thì chỉ bên này đo chiều dọc, bên này cũng phải đo chiều dọc. Đo chiều ngang cũng đo theo cùng một trục. Còn Ben thì bảo cho phép anh A đo theo kiểu này, đo theo trục nào cũng được. Anh B đeo theo trục nào cũng được. Chẳng hạn như anh A có thể đeo trục M, đo cái hình chiếu spin theo trục M. Còn anh B đeo theo trục N, khác nhau cũng được, không sao cả. Trùng nhau cũng được, khác nhau cũng được. Tức là cái độ linh động nó lớn hơn. Và cái biến ẩn ở đây là lambda. Thì cũng không biết lambda là cái gì. Và nhưng mà biết là lambda nó có một sự phân bố. Bao giờ một cái nào nó có sự phân bố xác suất thì có cái rho lambda. Lambda không biết là gì, rho lambda không biết là gì. Nhưng mà phải có hai cái điều kiện đấy. Và biết chắc một điều rằng nó thỏa mãn cái này, cái tích phân rho lambda mà với delta này thì cũng bằng 1. Tại là cái phổ phân bố bao giờ nó như thế. Biết cái đấy thôi. Mà không biết lambda bao nhiêu, không biết rho lambda bao nhiêu. Và cái một cái quan trọng là cái phép đo có thể là đo theo các hướng bất kỳ. Ví dụ như nếu mà anh Alex mà đo theo cái trục M ấy, thì nếu nó hướng lên trục M thì anh ấy ghi lại là kết quả đo A bằng cộng 1. Còn nếu nó xuống thì anh ghi vào trong giấy là kết quả đo bằng trừ 1. Tương tự như thế anh B cũng thế. Nếu anh bo theo trục N, nếu nó hướng theo trục N thì anh ghi là B bằng cộng 1.
Và nếu ngược lại, anh ghi B bằng trừ 1. Đấy, cứ mọi phép đo anh cứ làm như thế, cứ lấy giấy ra đâu, lấy giấy ghi, làm rất là nhiều phép đo, rất là nhiều phép đo, đấy, với rất nhiều cặp. Đấy, thì như thế. Thế thì cái kết quả đo là A này này, phụ thuộc vào cái gì? Kết quả đo của anh A này, rõ ràng phải phụ thuộc vào cái hướng. Anh đo theo hướng này nó sẽ khác, anh đo theo hướng này nó sẽ khác. Cho nên phải phụ thuộc vào M và phụ thuộc vào lambda nữa. Là ông Nature ông ấy đã cho cái lambda đấy rồi. Cho nên cái A bình thường kia là kết quả phép đo theo trục M và nó sẽ có thể bằng cộng 1 hoặc trừ 1 hoàn toàn xác định bởi M và lambda. Và lambda. Lambda ở đây nó quyết định 100% sẽ được cộng 1, 100% cặp khác nó 100% sẽ được trừ 1, không có chuyện xác suất đấy. Nhưng A nó sẽ là kết quả đo hoặc là 1 hoặc là phụ thuộc vào M là cái trục mình đo và cái lambda. Thế còn anh B, anh B thì lại là phụ thuộc vào trục của anh ấy, là trục N và cũng thuộc vào lambda và cũng có thể lên và xuống. Cái lên hay xuống cũng cái lambda này quyết định. Riêng cái việc này đã giải quyết được cái gì rồi? Giải được cái reali dầm rồi. Có cái lambda này nó quyết định cho anh sẽ là cộng 1 hay là trừ 1. Đấy. Giải quyết được là mỗi anh đấy, mỗi hạt đấy đã có cái hiện hữu của mình rồi. Reality exists by cái lambda đấy. Đấy. Là giải quyết được cái reality. Đấy. Và cái local ở đây là chỗ nào? Local ở đây là chỗ thế này. Kết quả đo anh A này không bao giờ phụ thuộc vào N cả. Đấy. Tại vì N là cái thằng bên kia. Mày đo thằng bên kia đi, kết quả đo tao làm sao phụ thuộc vào mày được. Tao chỉ phụ đo cái trục của tao. Và cái ông trời ông cho là cái lambda thôi. Cho nên cái kết quả đo A ấy chỉ phụ thuộc vào M và lambda. Không bao giờ phụ thuộc vào N. Đấy chính là cái local. Đúng chưa? Local vì cái N là cái của thằng xa xôi kia quan trọng gì. Và ngược lại, anh B cũng chỉ phụ thuộc vào cái trục đo của anh là N. Và lambda không bao giờ phụ thuộc vào M. Đấy, đó là hai cái cho nên là cái chỗ rất quan trọng, cái chữ not kia rất là quan trọng. Đấy là local và realism. Hai cái này đã phản ánh được hai cái thesis của Einstein rồi. Thế thì ông ấy đặt ra một câu hỏi như thế này. Anh cứ đo mỗi một cặp thì anh ghi A bao nhiêu, B bao nhiêu và anh nhân nó lên. Anh nhân nó lên. Thế là ký hiệu bằng cái P, M, N, lambda. Bây giờ cái P phụ thuộc cả cái M, N vì là kết quả đo của anh A và kết quả đo anh B anh đọc như thế nào. Nhưng vì là lambda không biết là bao nhiêu, mỗi lần đo có thể được không, có thể được cộng 1, có thể trừ 1 rất nhiều đấy, thì ta chỉ quan tâm, lúc ấy phải quan tâm đến giá trị trung bình. Và giá trị trung bình ở đây thì đương nhiên sẽ là cái gì? Bây giờ cái P này là cái tích này nó không phụ thuộc lambda nữa, mà lambda phải lấy tích phân như thế này. Đấy, lấy tích phân như cái chỗ này. Và cái tích phân đấy, cái tích phân này là giá trị trung bình của hai anh cứ đo theo các trục của các anh rồi anh ghi lại rồi giả sử lấy trung bình tính ra. Bây giờ tính bằng bao nhiêu, tính làm sao được đấy. Thì tính làm sao được khi mà lambda chả biết được bao nhiêu, rho lambda chả biết bao nhiêu. Lấy tích phân, tôi giỏi tích phân lắm nhưng không bao giờ tính được. Lambda cũng chả biết, rho lambda cũng chả biết là tính làm sao được, không thể nào tính được đấy. Cho nên chỗ này cần xuất hiện một cái ông Ben. Ý tưởng của ông ấy là một khi đòi hỏi ta tính dấu bằng ta không tính được thì ta tìm cách ta tính dấu không bằng, tìm cái cận trên hoặc cận dưới lớn hơn là bằng hoặc nhỏ hơn là bằng trong khi ta không biết được bằng đấy. Thì đấy là nói ra thì bây giờ tất cả các của Ben này mà nói ra mọi người đều thấy rất bình thường, nhưng mà cái ý tưởng nó là táo bạo, nó là cao siêu, nó bất phi thường cái chỗ, những cái chỗ như thế thôi, những cái chỗ rất nhỏ như thế thôi. Không mà không tính được bằng thì ta tính là sao né tránh được những cái chuyện lambda kia thì chúng ta cũng thấy đấy, ông sẽ tính không tính được equality thì tính equality cận trên hoặc cận dưới xem như thế nào đấy. Và đấy là rất là phi thường. Và trong cái này cũng rất là tricky, rất là mẹo. Các bạn toán có thể rất thích, nhất là học trò và toán lớp chuyên toán các bạn rất thích. Khi mà nói ra thì ai cũng bảo dễ quá, hiểu quá. Nhưng mà nghĩ ra được, dẫn được vài trang đây thì thấy nó không thần thánh, nó thần thánh ở cái chỗ ý tưởng thôi. Còn khi diễn giải nó ra thì nó rất là bình thường. Rồi, đòi hỏi tính cái này đúng không? Thì bây giờ làm thế nào? Đấy, tính cái này thì cái công thức trên ấy nó đúng với mọi MN. Thì bây giờ tôi đặt vấn đề là tôi đo theo cái N lớn cơ. Thì sao? Công thức nó cũng y như thế, chỉ thay cái N nhỏ thành N lớn thôi. Vẫn là công thức đấy thôi. Nhớ đúng chưa? Từ cái dòng trên đến dòng dưới là hoàn toàn tự nhiên. Vì MN là các trục bất kỳ. Thì theo trục N nhỏ và trục N lớn nó như thế. Đấy. Thế bây giờ ông lại bắt đầu một cái mẹo, gọi là cái mẹo đấy. Ông cộng hai vế lại, cộng hoặc trừ hai vế.
Đấy, có dấu cộng trừ đây này. Có dấu cộng trừ đâu, cái que chỉ thì tốt. Đây, có dấu cộng trừ của hai vế. Thì bên này có dấu cộng trừ của nó, đúng chưa? Hoàn toàn hai chả làm được. Làm được thì dễ, nhưng lúc ông nghĩ là tại sao làm như thế thôi. Chứ còn ý tưởng thôi, chứ còn cộng trừ người ta cộng trừ ngay. Đấy, xong được cái thôi đấy nhá. Tôi làm từng dòng một. Đó, đến cộng trừ xong rồi nhá. Đấy. Thế bây giờ ông ấy lại chơi trò lấy giá trị tuyệt đối của hai vế. Đấy. Bên này giá trị tuyệt đối thì cứ đặt hai giá trị tuyệt đối vào. Bên này cũng đặt hai giá trị tuyệt đối vào. Lúc này ông lại dùng một cái rất ai cũng biết, tức là giá trị của tuyệt đối của một tổng thì bao giờ cũng nhỏ hơn bằng tổng của các giá trị tuyệt đối. Đúng chưa? Cái đấy ai cũng biết rồi. Đấy, cho nên là cái dấu trên là dấu bằng, tụt xuống đây thì nó thành dấu nhỏ hơn được bằng, và cái dấu giá trị tuyệt đối nó tụt vào trong cái dấu tích phân. Cái đấy ai cũng biết. Giá trị tuyệt đối của một tổng bao giờ cũng nhỏ hơn được bằng giá trị tổng của các giá trị tuyệt đối. Cái đấy ai cũng biết rồi. Cho nên dấu kia nó tụt vào rồi. Tụt vào rồi thì bây giờ lại ông làm một cái nữa, thế là còn giá trị tuyệt đối của một tích thì bằng tích của hai giá trị tuyệt đối. Cái đấy ai cũng chẳng ai cũng biết. Cho nên chỗ này cái giá trị tuyệt đối nó lại đi sang đây, giá trị tuyệt đối của A và giá trị tuyệt đối của phần còn lại. Ai cũng biết rồi. Thế tôi muốn nói là nó rất từng thánh, nhưng mà từng bước một tôi thấy nó quá đơn giản, quá đơn giản. Đấy, rồi nhá. Thế bây giờ ông bắt đầu lại đấy, cái dòng nó như thế rồi. Bây giờ ông lại thấy như thế này. Nhưng mà cái AMN này tức là chính là cái giá trị đó. Nó có thể bằng cộng 1 hoặc bằng trừ 1. Nó cộng 1 hoặc trừ 1, nhưng giá trị tuyệt đối của nó thì bao giờ cũng bằng 1. Đúng chưa? Đấy, nó lại như thế. Cho nên nếu như thế thì cái giá trị tuyệt đối của A vứt đi, nó bằng 1. Vì nó chỉ có hoặc cộng 1, cho nên giá trị tuyệt đối bằng 1. Cho nên ông bỏ luôn. Và thế là thành dưới cuối cùng là mất cái A đấy rồi. Chỉ còn cái này thôi. Đấy. Cái dòng cuối cùng nó là như thế. Tôi viết lại dòng cuối cùng. Nó là như thế. Nó đúng với mọi MN, N lớn, đúng với mọi các thứ cả. Thế từ cái công thức này thì ông lại như thế này. Thế bây giờ đúng với cả, nếu tôi thay, tôi không đo theo M nhỏ, tôi đeo theo M lớn chẳng hạn, thì cái công thức cũng lập luận như vừa, nó sẽ ra như thế này. Đấy. Có nghĩa là chỉ thay cái M lớn bằng M nhỏ bằng M lớn thôi. Cứ thay xuống, thay thôi. Thì vế bên này sẽ như này, vế bên này thì vế bên này không phụ thuộc vào M, cho nên vế bên này vẫn như thế. Được cái dòng thứ hai. Tôi đi từ từ một tí để mọi người có thể hít thở và có thể nhìn thấy là nó hiển nhiên, vô cùng hiển nhiên như thế. Nhá. Đấy, nhìn thấy chưa? Nó hiển nhiên rồi. Rồi. Thế bây giờ đấy, cái hai dòng cuối cùng là như thế đấy, nó có hai dòng như thế. Bây giờ lại thêm một cái. Bây giờ ông lại định nghĩa một cái đại lượng, ví dụ là omega như thế này. Hai cái dòng trên thì đúng với cả dấu cộng dấu trừ, hai bên cùng cộng, hai bên cùng trừ, hai bên cùng, hai bên trừ, đúng với cả mọi thứ. Nhưng ông lại lấy một cái dấu là lấy cái thằng có dấu trừ ở chỗ này cộng với thằng có dấu cộng ở chỗ này. Đấy, ông lại lấy như thế. Đấy. Tất nhiên vì sao ta thấy là ông khôn, ông lấy như thế, chứ ông lấy hai dấu cộng hai dấu trừ thì chết ngay. Nhưng ông lại lấy như thế, đấy là một cái rất là mẹo, tricky. Nhưng mà rất là dễ hiểu, nhưng mà cái mẹo ấy tại sao nghĩ ra được. Trong toán học nhiều khi nhân cộng thêm một số lại trừ đi một số, nó không thay đổi, xong lại biến đổi chập lại ra kết quả của mình. Đấy, khai thi. Đấy, ông lại lấy dấu cộng với trừ thì sẽ để nó ra cái công thức như thế này, đúng chưa? Đấy, rồi viết lại thôi. Vế phải như thế, còn vế trái của nó thì vẫn y như thế, nhỏ hơn bằng cộng trừ hai cái giá trị đối cộng với nhau. Rồi. Rồi có cái gamma kia, cái gamma là đấy, cái tricky là chỗ là dấu chọn dấu trừ và dấu cộng đấy. Đấy. Thì cái gamma này là cái gì? Gamma này chính là cái phía trong này. Đấy, gamma là cái biểu thức này. Đấy. Đến đây ấy, thì vẫn chưa tính được cái tích phân này đâu. Thế nhưng bây giờ mẹ của ông là vì ông lấy dấu trừ dấu cộng cho nên thấy thế này. Các cái beta n lambda này, cái beta n lớn lambda này thì mỗi một thằng nó chỉ có thể là cộng 1 hoặc trừ 1 mà thôi. Giá trị đối của nó thì có bốn khả năng. Đây có hai đại lượng mà, thì hoặc là cộng 1 cộng 1 cộng 1 trừ 1 trừ 1 cộng 1 hoặc là trừ 1 trừ 1. Bốn khả năng tất cả thôi. Bốn khả năng có thể quy về thành hai khả năng, tức là hai thằng cùng dấu hay hai thằng khác dấu. Đúng chưa? Thế nếu mà hai thằng cùng dấu thì sao? Cùng dấu thì cái thằng đầu này nó trừ với nhau nó bằng 0. Đúng không? Cùng dấu thì dù dấu cộng dư thì thằng sau nó cũng bằng 2. Cộng 1 cộng với cộng 1 thì bằng 2, mà trừ 1 trừ đi trừ 1 giá trị đối cũng bằng 2. Đấy, tức là trong trường hợp mà nó là cùng dấu thì thằng đầu bằng 0, thằng thứ hai bằng 2. Còn nếu khác dấu thì sao? Khác dấu thì thằng thứ hai thì lại bằng 0, mà thằng đầu lại bằng 2. Nó khác dấu thì hai thằng trừ nhau thì bằng 2. Cho nên cái chỗ này nó hay, cái chỗ là ông dấu chọn dấu trừ dấu cộng đấy, tức là kiểu gì trong bốn khả năng đấy thì cái gamma đấy nó cũng bằng 2. Bằng công xăng luôn, bằng 2. Đấy, tức là cuối cùng nó mẹo ra rất là đẹp như thế. Tôi nói rất là đơn giản, công thức như thế. Đấy, bằng 2. Và nếu bằng 2 như thế thì đưa ra ngoài
Và trong nó tồn tại còn lại cái gì? Còn lại cái tích phân của rho lambda, lấy tích phân cho lambda. Cái chỗ này chả cần biết lambda bao nhiêu, chẳng cần rho bao nhiêu, có cái tính chất đấy, cái tích phân đấy bằng 1 từ đầu rồi. Chỉ biết mỗi cái chuyện tích phân đấy bằng 1 thôi. Và dùng các cái mẹo cuối cùng nó ra 1 vứt đi luôn. Và cho cuối cùng nó ra được cái huyền thoại này. Đấy, đây chính là bất đẳng thức Ben. Không cần phải biết lambda, không cần phải biết phân bố của lambda, không cần biết đó là cái gì hết. Chỉ biết là theo Locan, theo Realism và một số cái mẹo toán học, một số cách thức thì dẫn ra được cái bất đẳng thức chúng ta này. Bất đẳng thức này. Đấy. Và đây là hình ảnh Ben. Đấy, các bạn sẽ thấy là ông ấy viết đấy, y như công thức mà tôi vừa dẫn ra khi ông đang diễn giải cái này. Và nếu mà chú ý nữa thì dòng trên này này, ông nói nếu nhỏ hơn bằng 2 thì ông ký là Einstein, có nghĩa là nếu nhỏ hơn bằng 2 thì Einstein đúng. Vì xuất phát của cái dẫn giải này ra là dựa theo Locan và Realism của Einstein phải thỏa mãn. Cho nên nhỏ nó bằng Einstein đúng, lý thuyết đấy là đúng. Còn nếu khác vi phạm thì cơ học lượng tử nó sẽ cho ai cho vi phạm, lý thuyết nào mà vi phạm thì chứng tỏ là Einstein sẽ không đúng chẳng hạn như thế. Einstein diễn giải cái đấy. Và Einstein Ben lúc này ông ấy đang nói thế này và chắc chắn là ông ấy không biết là về sau té ra cái này lại trở thành rất nổi tiếng, làm cái nền đạp cho Nobel. Đấy. Và trên này tôi đánh đố mọi người một tí, có cái chữ LSVP. Mọi cái ký hiệu trên này đều có ý nghĩa hết ấy. Đấy, nhưng mà có cái chữ mọi người không để ý là LSVT. Thôi tôi đánh đố cho mọi người đấy là cái chữ gì. Đấy. Tôi biết rồi, nhưng mà tôi không nói vội. Thế thôi nhá, đấy thế là anh Ben nói thế. Và ta thấy là nhắc lại một câu là đấy chính là cái Ben Equality vô cùng thần thánh và đã dẫn ra một cách vô cùng có ý tưởng extraordinary thôi, ý tưởng thì phi thường, tại sao như thế. Còn các cái dẫn giải ra thì bằng những cái kiến thức cơ bản học sinh cũng sẽ làm được, mà không cần, hay cái chỗ là không cần biết lambda bao nhiêu, không cần biết rho lambda bao nhiêu, mà kệ qua, mình không cần. Đấy, thì vẫn như thế, cùng lắm giả tiền lại thôi. Đấy, thì cho nên là tôi bây giờ cũng khắp hết rồi, nói đùa chứ là đấy, cho nên nhắc lại một câu là cái Ben Equality thì nó vô cùng thần thánh, nhưng mà vì mọi người thần thánh quá nhưng nhiều khi không nghĩ đến cách dẫn giải nó ra, nhưng thực ra nó vô cùng đơn giản như vậy đấy, có ý tưởng là khôn khéo làm các thứ thôi. Và ý nghĩa của nó là gì? Nó ý nghĩa của nó là nếu ai mà thỏa mãn cái này thì chứng tỏ là Einstein gọi là đúng đi, gọi là cái thuyết biến ẩn của nó, thuyết Locan Realism là đúng đi, còn nếu mà vi phạm vào nó thì có nghĩa là cái thuyết đấy không đúng. Đấy, đưa ra ít nhất và cái quan trọng nhất là nó đưa cho phép dùng cái thí nghiệm này để kiểm chứng bằng số má, bằng thiết bị ở đó, chứ không bằng không còn bằng chém gió, bằng võ mồm nữa. Đấy, nó cái ý nghĩa sâu xa của nó như thế. Đấy. Và thực tế là mà nói thêm một tí, tức là ngay sau năm 64 ấy, khi mà Ben đưa ra cái bất đẳng thức này ấy, thì cũng rất nhiều người nói rằng là nó không phải là vật lý, nó chả đáng phải xem xét. Rất nhiều người trong cộng đồng thì bao giờ cũng chả thế. Đây là nói cộng đồng khoa học, cũng rất nhiều người coi thường của nó. Và nhưng mà năm nay thì đã thấy là nó đã được giải thưởng Nobel. Thế lúc nãy tôi nói là từ cái chỗ cuộc tranh cãi của Bohr và Einstein ấy kéo dài, mọi người trong các cái văn bản ấy thường nói là kéo dài 30 năm. Tôi đánh giá từ năm 35 đến năm 64 khi Ben đưa ra cái công trình này là 30 năm. Thực tế không phải thế, ta điểm lại một tí. Từ năm 35 đến năm 64 khi Ben đưa ra thì là mất 30 năm rồi. Từ cái năm 64 khi Ben đưa ra cho đến lúc Clauser làm được thí nghiệm đầu tiên năm 72, mất 8 năm nữa rồi. Từ cái năm mà ông Clauser đưa ra cái đấy và hoàn chỉnh lắp được một cái chỗ lỗ hổng ấy năm 82 do Aspect làm, mất 10 năm rồi. Nhưng cái thí nghiệm của Aspect rất là hiện đại rồi. Bịt được lỗ hổng chưa bịt kín, nó vẫn còn xì hết. Đến tận năm 1998 thì Zeilinger mới làm được nốt, và như thế là mất thêm 16 năm nữa. Như thế là tổng cộng đã mất 64 năm rồi. Và chờ đến tận năm 2020 mới được giải thưởng Nobel. Và chờ 24 năm. Tổng cộng như thế nhá, tôi thống kê đây là 88 năm từ lúc Einstein khởi xướng, chứ không phải là chỉ 30 năm đâu. 30 năm lúc Ben đưa ra cái đấy thì mọi người vẫn thờ, mà có làm gì đâu. 72 bắt đầu cái thí nghiệm đầu tiên. Đấy, cho nên một cái giá trị khoa học rất đáng giá, $1,000,000 có vẻ là hơi ít. Đấy, ý như thế, nó tóm như thế. Đấy, và nhiều, rất nhiều người ở trong physics world nó nói đánh giá là Ben Equality là cái phát minh sâu sắc nhất trong vật lý ấy.
thậm chí chỉ sau cái Copernic thôi. Và như thế là hết rồi, chỉ còn một trang này nữa rồi. Như vậy tức là lý thuyết của Einstein này, Bohr này và các giải thưởng Nobel này khẳng định một cách trắng chắc chắn rằng quantum mechanics là correct, là correct. Nó correct ở chỗ nào? Ít nhất cho đến bây giờ correct, ta chỉ cần nhớ lại ba điểm thôi. Một, nó là tuyến tính. Rồi, hai, nó là xác suất. Ba, nó là phi định xứ. Đấy, ba cái điểm mấu chốt nhất, nếu mà đi về chỉ cần nhớ như thế. Quantum mechanics nó đúng đắn, và nó đúng đắn ở ba cái điểm đấy, khác thường với tất cả mọi khác. Đó. Và tất cả những cái chuyện đấy nó đã đẻ ra được một cái ngành khoa học có tính chất cách mạng. Ngành khoa học nó gọi là khoa học thông tin lượng tử và tính toán lượng tử. Và 10 năm trước đây rồi chứ không phải bây giờ, cái giải thưởng cho cái ngành khoa học này đã được trao cho hai ông Vinland và Harrop rồi, năm 2012. Nếu mà có điều kiện thì lần khác sẽ kể ra cái giải thưởng đấy. Nhưng mà lần này thì đã nói rồi, ba ông này mới được giải thưởng Nobel. Và cần nói thêm nữa là ngay cái giải đột phá năm 2023, bây giờ mới 22 thôi, nhưng giải thưởng này đã được ghi nhận xong rồi, là cho bốn ông này, ông Dodge, ông Peter Shaw, ông Bennett và ông Brasser, là bốn ông này là những cái tên vô cùng quen thuộc ở trong giới khoa học thông tin lượng tử. Một vài trong ông này người ta đã đoán nhận là đã được giải thưởng Nobel rồi cơ, nhưng mà bây giờ ba ông này chỉ được giải thưởng này thôi. Nhưng giải thưởng này là lẻ 3 triệu đô cơ, chứ không phải là 1 triệu đô. Tất nhiên không bằng giải thưởng của Bác Vượng còn 5 triệu đô. Đấy, cho nên cái đồng tiền có khi chưa đã nói đến gì lắm. Như của anh Ngô Bảo Châu có 150 đô, 140 đô thôi, 140.000 đô thôi. Đấy, cho nên như thế. Cho nên là còn bây giờ đấy tôi nói sơ qua thôi, còn cụ thể các cái thực nghiệm này như thế nào, chi tiết như thế nào thì đó là phần diễn giải của anh Nguyễn Quốc Hưng. Xin mời mọi người enjoy. Vâng, cảm ơn một bài thuyết trình rất là hấp dẫn và của giáo sư. Bây giờ thì tạm thời tạm biệt. See you next time. Quả thực là khi mà nhận slide của anh Ân thì tôi thấy là, và các bạn thấy quá nhiều công thức đúng không? Nhưng mà tôi cũng nói trước buổi là anh nói công thức nào, bảo anh yên tâm là kể cả những người không học vật lý vẫn hiểu được, mặc dù là có nhiều công thức. Và qua cái buổi trình bày này thì quả thật tôi thấy anh nói đúng là như thế thật. Tôi nghĩ là mọi người cũng hiểu. Tôi đã phải bỏ rất nhiều trang đầu rồi. Trang đầu chém gió được nửa tiếng đấy, tôi phải bỏ đi. Thế còn công thức tôi cho là hiểu hết. Cái lý do mà tôi cho kéo dài rất nhiều lần cho bài phát biểu của cho bài giảng của anh Nguyễn Bá Ân là bởi vì quả thật nó là đánh đúng cái mà rất nhiều người đang quan tâm và cũng đã hỏi tôi về cái chuyện như thế, và tôi hy vọng là tất cả mọi người đã hiểu được đấy. Còn lý do thứ hai là trong nội bộ ba diễn giải đã nói rồi, nếu mà ông nào mà dài ấy, thì cái ông cuối cùng sẽ phải co lại, tức là để tổng nó vẫn đủ. Thế cho nên là tôi cũng yên tâm và nghĩ rằng là cái phần mà thí nghiệm này là chỗ tiến sĩ phó giáo sư của Nguyễn Quốc Hưng thì sẽ trình bày để chúng ta cảm nhận thấy cái việc mà anh nói là cứ làm thí nghiệm để kiểm tra đi, thì cái việc làm thí nghiệm như nào, tức là bây giờ đến cái giai đoạn thì chúng ta sờ đến thí nghiệm, nhưng mà vì cái thời gian đúng không, chúng ta đã thỏa thuận như vậy thì tôi hy vọng là anh có thể co lại để chúng ta có thể là nghỉ trước 12 giờ và có thể có một cái thời gian còn lại cuối cùng để cho mọi người thảo luận được nữa. Vâng, em cảm ơn thầy Quang và cảm ơn mọi người. Tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn về các cái thí nghiệm mà dẫn đến giải Nobel năm nay. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi rất gần mặt đất và chúng ta sẽ nói là cụ thể chúng ta làm thế nào để hiện thực hóa những cái ý tưởng rất là khó như thế này và ở trong phòng thí nghiệm. Thì từ xưa đến giờ cơ học lượng tử vẫn rất nổi tiếng ở chỗ là tất cả mọi thứ đều là Gedanken experiment, tức là tất cả mọi thứ đều là suy nghĩ, chúng ta nghĩ một cách logic và chúng ta nói xem là nó có thật là thế hay không. Thế nhưng mà cái đấy làm cho cơ học lượng tử rất là khó hiểu và mọi người sẽ bảo là chả có ý nghĩa gì cả, phải vào phòng thí nghiệm mà làm. Thế thì xin nhắc lại một cái điều về bất đẳng thức Bell. Bất đẳng thức Bell thực ra là tấn công vào cái tính định xứ và tính thực tại của tự nhiên. Nó không nhất thiết phải là vật lý lượng tử.
tự nhiên sẽ phải có tính tự nhiên là không có tính thực tại và không có tính địa phương. Theo cái nghĩa là tính địa phương là không có một tác động nào truyền hơn nhanh hơn được vận tốc ánh sáng, thì như thầy Ân và thầy Việt đều nói là đều đã chứng minh là bất đồng thức Bell đã chứng minh một cách rất rõ ràng là nếu mà vi phạm thì cái tác động đấy là nhanh hơn ánh sáng. Và tiếp theo là không có tính thực tại, tức là như thế này, khi mà một cái vật thể nó phát ra là nó không nhất thiết có tính chất cụ thể, nó chỉ có tính chất cụ thể khi mà mình đo nó, còn trước khi mình đo là mình không biết nó như thế nào cả. Trước đây là toàn bộ vật lý là ngược lại cái điều này, vật lý mang tính địa phương và hoàn toàn xác định, những cơ học lượng tử nó ngược lại. Và do đó là ví dụ như Einstein chẳng hạn, một leading figure, một cái người rất là nổi tiếng, nhưng ông lại dùng một từ rất tiêu cực là từ spooky. Nó làm cho chúng ta nghĩ đến ma quỷ, nhưng mà tôi cho rằng là cái từ này là một từ rất là tiêu cực. Nó không, chúng ta nên nói về khoa học một cách tích cực hơn. Thế thì bây giờ làm thế nào để kiểm chứng được cái tính thực tại này trong phòng thí nghiệm? Thì rất may là Bell đã đưa ra một cái bất đẳng thức, một con số rất là rõ ràng. Thế bây giờ công việc còn lại chúng ta là đi vào phòng thí nghiệm mà chúng ta làm. Thì cái việc ở đây ấy là như thế này. Chúng ta có cái nguồn S cho chữ source. Cái chữ S này nó sẽ phát ra một cái vật thể, một cái cặp vật thể mà không có tính chất rõ ràng, không có thực tại. Tức là chúng ta đang cố gắng chứng minh điều đấy. Nó không có thực tại cho tới khi, ở đây tôi xin phép Việt Hóa An và Bích thay cho Alice và Bob, nó là A và B trong vật lý thôi, cái này cũng không có cái gì cả. Thế thì khi mà An gặp cái vật thể đó, An đo, thì sẽ tồn tại một cái mối liên hệ với Bích. Tức là khi mà An đo thì lúc đấy cái vật thể đấy mới có tính thực tại, mới có tính chất xác định. Trước khi An đo, vật thể đó không có tính chất xác định. Thế thì mình sẽ cái quan trọng nhất đây là phải có một cái nguồn S mà có tính chất, có một cái tương quan lượng tử. Khi mà có tương quan lượng tử rồi, chúng ta cho nó đi về hai phía, đi về phía An và đi về phía Bích. An đo nó mới xuất hiện trên thực tại, còn trước khi An đo chúng ta không biết nó là cái gì cả. Thì nếu như mà có thực tại và có địa phương thì Bell chứng minh rằng là nó sẽ phải nhỏ hơn 2. Nhưng mà nếu như mà thí nghiệm đo ra thì An sẽ và chúng ta sẽ thấy là nó sẽ phải lớn hơn 2. Thì cụ thể trông nó như thế nào? Cụ thể là cái đường đấy, tức là từ cái thí nghiệm tưởng tượng, bây giờ chúng ta sẽ số hóa nó, cho nó một con số. Cái con số đấy là như thế này. Nếu như mà tự nhiên là thực tại và địa phương thì chúng ta sẽ thu được một cái đường màu đỏ. Còn nếu như mà tự nhiên mà không thực tại và không địa phương, chúng ta sẽ thu được đường màu xanh, là tiên đoán của cơ học lượng tử. Như thế là chúng ta có một con số và chúng ta đi vào phòng thí nghiệm và sau đó chúng ta nói rằng tự nhiên có thực tại hay không có thực tại dựa vào cái chuyện là chúng ta có đường đỏ hay có đường xanh. Đường đỏ rất là dễ nhận biết ạ, nó là một đường thẳng, đường xanh nó sẽ uốn éo. Đấy, cái chuyện này là rõ ràng là trong vào phòng thí nghiệm là rất dễ đo được. Trục X là góc giữa hai cái detector, tức là An và Bích đo ấy, trong phiên bản cổ điển bình thường ấy là An và Alice và Bob đo là cùng một góc cái EPR ban đầu. Cùng một góc đấy là cho không cho sự phân biệt giữa lượng tử và cổ điển. Nhưng nếu như mà hai cái detector mà ở hai góc khác nhau, cụ thể là trong trường hợp của Clauser ấy, là một định là nó sẽ chênh nhau 22 độ hoặc là 67 độ, thì nó sẽ tương ứng với cả cái độ chênh lệch lớn nhất nằm ở giữa chỗ này. Đó. Thì hai cái góc giữa hai cái detector là phải lệch nhau, thì lúc đấy là hai cái lý thuyết này nó mới lệch, thì lúc đấy là thực không thực tại và không địa phương nó sẽ lộ ra là mạnh nhất. Thế và đây là cái kết quả đo của Clauser vào năm 1972 này, đăng trên Physical Review Letter, hoặc là năm 1982, xin lỗi, đây là lỗi sai chính tả, của Asper, cũng trên Physical Review Letter, đều thấy rằng cái đường, cái mối liên hệ lượng tử ở trên trục Y, mối liên hệ, cái mối tương quan, cái bất đẳng thức Bell, cụ thể ở đây là bất ngờ CHSH, nhưng mà nó về mặt logic là nó tương đương với Bell. Cái mối liên hệ lượng tử ở trên trục Y, nó sẽ uốn éo theo như đường màu xanh, chứ nó không phải là một đường thẳng. Đây chính là cơ sở để cho giải Nobel, đây chính là cơ sở để chúng ta khẳng định rằng cái thế giới này không mang tính thực tại và không mang tính địa phương. Có rất nhiều khó khăn ở trong cái thí nghiệm này. Vào cái thời của Clauser vào năm 1972 ấy, thì thứ nhất là làm thế nào để tạo ra được cái nguồn S
có một mối tương quan lượng tử. Thì đây là một cái kỹ thuật rất là thông dụng ở trong quang học. À, chúng ta gọi nó là parametric down conversion. Cái parametric down conversion là thực hiện như này. Chúng ta chiếu photon vào một nguyên tử và kích thích nó lên trạng thái cao hơn. Sau đó rồi thì cái nguyên tử này, cụ thể đây là nguyên tử canxi mà Clauser dùng. Nguyên tử này sau đó sẽ nhảy xuống. 93% là nó nhảy thẳng xuống dưới. Chỉ có 7% thôi là nó sẽ tạo ra hai photon. Một photon có bức sóng là 551 nanomet và một photon sẽ có bức sóng là 422 nanomet. Năng lượng gần nhau được phát ra từ sự chuyển mức của cùng một nguyên tử ở hai trạng thái rất gần nhau và do đó nó có dối với nhau và do đó nó có tương quan lượng tử với nhau. Chúng không tương tác gì với nhau cả. Chúng phát ra cách nhau chỉ có 5 nanogiây thôi. Thế thì Clauser là ở đây, cái lò canxi của Clauser đặt ở đây, sau đó thì chiếu cái chùm tia đấy vào và sau đó thì đi sang hai cái kính phân cực và đo bằng hai cái photomultimeter ở hai bên, hai phía trái phải của cái sơ đồ này. Cái bút laser nó hơi mờ, thành ra rất khó nhìn. Photon, cặp photon đi ra đây này, nó đi sang hai bên của hai cái polarizer, hai cái kính phân cực. Và mình sẽ đo nó, và Clauser sẽ chỉnh để đo nó. Thế thì Clauser sẽ đặt hai cái góc tương ứng với trên trục X của cái đồ thị này. Đúng không? Clauser sẽ cố gắng là tái tạo lại cái đồ thị này. Do đó là Clauser sẽ thay đổi biến của Clauser là các cái trục X. Hai cái kính phân cực là có hai góc khác nhau hoặc là cùng nhau thay đổi như thế. Và sau đó đo cái mối tương quan lượng tử theo như bất đẳng thức SH hay nói cách khác là theo bất đẳng thức Bell mà của thầy Ân vừa mới diễn giải cho chúng ta. Và Clauser thấy gì ạ? Clauser thấy một cái đường nó uốn éo, không phải là một đường thẳng. Tức là photon khi mà được phát ra từ nguồn S này, khi mà nguyên tử canxi phát ra, nó không có tính chất cố định. Cái tính chất đấy chỉ được xác định khi mà Clauser đặt một cái phân cực như thế này và một cái phân cực khác. Hoặc là đặt kiểu khác, Clauser sẽ là ông chúa ở đây, ông ấy sẽ chỉnh cái độ lệch nhau của hai cái kính phân cực. Và do đó là ông ấy sẽ thu được cái mối tương quan và một đấy là một cái mối tương quan uốn éo. Cái mối tương quan đấy không thể giải thích được bằng thực tại địa phương. Thì ở đây cũng phải nói lại cái thí nghiệm của Clauser một chút ý, là cái thời điểm này Clauser là vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ ở Columbia xong. Chuyên ngành của Clauser là về molecular astrophysics, tức là không liên quan đến cái này lắm. Thế sau đó Clauser xin postdoc vào Berkeley. Lý do để Clauser xin postdoc vào Berkeley này, câu chuyện này là được nhắc đến ở trong cái bài của Ủy ban trao giải Nobel. Ông Clauser này lúc đấy vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ xong và ông ấy xin postdoc vào Berkeley. Lý do là như thế này. Thứ nhất, Berkeley có người làm molecular astrophysics và sẽ nhận được vị. Hai lý do đằng sau rất quan trọng. Lý do thứ hai là ở đó có cái nguồn canxi có thể phát được ra cặp photon dối lượng tử. Ở thời điểm năm 1972, năm 1970, không dễ để có được những cái đấy. Ở Berkeley có một chuyên gia có thể tạo được ra cái đấy và có một cái lò chứa canxi để có thể phát ra được cặp photon lượng tử. Nguyên nhân thứ ba đó là có một cái gọi là coincident detector này, tức là cái canxi nó phát ra hai cái photon. Làm thế nào để mình biết được là an phát hiện được cái photon mà có dối với bích? Làm sao chúng ta, bởi vì là chúng ta có photon detector, nhưng mà làm sao chúng ta biết là đúng đấy là hai cái photon chúng ta cần tìm? Vì thường xuyên chúng ta sẽ đo không phải là hai photon đấy. Thì cái mẹo ở đây ấy, sẽ phải là đo trong cái khoảng thời gian, một cái cửa sổ thời gian mà sao cho nó đúng bằng quãng đường để đi từ cái lò oven này đi tới cái photomultiplier 1 và photomultiplier 2. Chúng ta phải tính được đúng thời gian đấy và chúng ta yêu cầu là chỉ đo trong khoảng thời gian đấy thôi và chúng ta chỉ lấy thống kê của những cái sự kiện đấy thôi. Còn nếu mà chúng ta không làm như thế, chỉ ra đường màu đỏ, chỉ ra đường thẳng, không bao giờ thấy được cái tương quan lượng tử này cả. Và cũng phải nhấn mạnh rằng là cái thí nghiệm này nó rất khó, thường xuyên sẽ thấy màu đỏ, để thấy được đường màu xanh là một điều cực khó. Thế thì rõ ràng là Clauser cái thời kỳ đấy là vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ xong mà đã có những cái đam mê rất là khủng khiếp như thế và tự mình thiết kế một con đường để mấy chục năm sau dẫn đến giải Nobel. Đấy là một con người rất là khủng khiếp, không hề đơn giản một tí nào, đúng không ạ? Ngay từ trước khi thực hiện thí nghiệm này thì chính bản thân Clauser cũng đã đưa được cái bất đẳng thức Bell về một cái dạng dễ hiểu hơn, không phải dễ hiểu hơn mà có thể thực hiện được trong phòng thí nghiệm. Đấy là chính là bất đẳng thức CHSH, cũng rất là nổi tiếng và thực ra là cộng đồng chủ yếu là dùng CHSH chứ chúng ta không dùng Bell, mặc dù là nó tương đồng nhau. Thế thì
Thế thì có rất là nhiều những cái thách thức ở trong cái kinh nghiệm browser này. Đây là các thách thức về mặt kỹ thuật. Liệu chúng ta có làm đúng hay không? Bây giờ photon chúng ta phát ra, nó đi đâu là chuyện của nó, mình đâu có kiểm soát được. Thế làm thế nào để mà thu được đủ photon? Bởi vì nếu như chúng ta không lấy mẫu mang tính đại diện, nhỡ chúng ta chỉ lấy mẫu mà thuần túy mang tính lượng tử, và sau đó chúng ta claim là đây chúng tôi quan sát đúng, nó không mang đủ tính thống kê, thì chúng ta không kết luận được. Thành ra là tiêu chuẩn ấy là phải trên đâu đấy, hình như là trên 2/3, phải bắt được trên 2/3 photon thì nó mới đủ tính đảm bảo tính thống kê. Nhưng mà rõ ràng là mọi người đều thấy là ở trong một cái lò này photon phát ra hình cầu, chứ từ đâu có đi về hai hướng như ý chúng ta muốn đâu. Có rất nhiều khó khăn ở trong cái này để có thể làm được điều đấy. Phải đảm bảo tính xác suất, cái chu kỳ nó phải đủ lớn, phải đủ sáng. Nếu không đủ sáng thì thống kê nó sẽ không đảm bảo. Tiếp theo nữa là trùng hợp thời gian, làm thế nào để trùng hợp được thời gian? Tới nano giây, vào cái thời năm 72 nó không chưa hiện đại như bây giờ, không dễ như thế. Tất cả các cảm biến đều phải làm lạnh xuống nhiệt độ của heli để đảm bảo là nó không nháy lên do nhiễu loạn như do nhiễu loạn nhiệt. Chứ nếu mà chúng nó nháy bất kỳ thì chúng ta cũng sẽ không thu được những cái đấy. Và rõ ràng là Clauser rõ ràng là một thiên tài về thực nghiệm, vì ông ấy hiện thực hóa được tất cả những cái đấy. Thời đấy là tất cả các cái phân tích này là đều được đưa vào một cái máy tính để phân tích tự động. Và nếu như mọi người Google cái chữ IBM 1620 này, đây là một cái máy tính từ năm 70 và nó to như cái xe ô tô. Và tất cả số liệu là đều ghi trên băng bìa chứ không phải trên các cái thẻ nhớ như chúng ta bây giờ. Nó rất là khó nhưng mà Clauser hoàn toàn thực hiện được. Tuy nhiên vẫn chưa đủ, bởi vì là vẫn có thể có lỗ hổng. Cái lý thuyết của Bell nó rất là khó ở cái chỗ là bất chấp hidden variable là cái gì, bất kể là lambda, cái lý thuyết ẩn nó là cái gì, thì nó vẫn phải là không có tính thực tại và nó vẫn phải không có tính địa phương. Cái đấy là một yêu cầu cực kỳ phiền toái, bởi vì chúng ta đang thách thức cái điều chúng ta không biết. Thế thì bây giờ chẳng hạn nhà một trong những cái mà chúng ta không biết là như này, hai cái kính phân cực này nó quá gần nhau, làm sao chúng ta biết được là có mối liên hệ nào ẩn hay không ở trong này? Làm sao để đảm bảo được điều đấy? Cái này nó có một cái tên nó gọi là non-locality loophole, một cái lỗ hổng mang tính định xứ. Nếu như mà hai cái detector nó gần nhau quá, nó có thể làm cái gì đấy với nhau ẩn chúng ta không biết. Thế bây giờ cái việc chúng ta làm này, kéo nó thật xa ra, kéo nó xa nhất có thể. Aspect là người đầu tiên, năm 1982, Aspect kéo hai cái detector ra, hai đầu của cái phòng này nó cách nhau 12 mét. Tại sao là 12 mét ạ? 12 mét thì tương đương với vận tốc ánh sáng sẽ phải đi là 4 nano giây. Vận tốc ánh sáng là 3 x 10^8 thì phải 4 nano giây mới đi được từ đầu này phòng này đến cuối phòng này. Kéo nó xa ra. Bây giờ bất cứ một cái thực tại nào, bất cứ một cái định xứ nào, nếu như thí nghiệm này đúng, và chúng ta biết là đúng với aspect quan sát thì một cái đường uốn éo chứ không phải đường thẳng. Nếu thí nghiệm này đúng thì cái tính địa phương nó sẽ là 12 mét. Đấy là đẩy xa về mặt thực nghiệm. Tiếp theo nữa là aspect không tự tay mình vặn những cái góc phân cực nữa, mà aspect cho cái góc phân cực đấy được chọn một cách ngẫu nhiên. Tức là ngay cả aspect cũng không biết là cái kính phân cực đấy sẽ chọn hướng nào. 1,5 nano giây nó chuyển một lần và chuyển hoàn toàn ngẫu nhiên. Tại sao lại 1,5 nano giây? Bởi vì ánh sáng đi từ đầu này đến đầu kia mất 4 nano giây. Nếu như mà An và Bích quyết định cái chuyện đấy, thì kể cả An và Bích quyết định chuyện đấy nhưng nó đảo 1,5 nano giây một lần, cái quyết định đấy vẫn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Có nghĩa là cái sự tương quan giữa An và Bích vẫn nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Đây chính là cái điều mà cái thí nghiệm của Aspect nó chứng minh được. Cái tương quan vẫn tồn tại kể cả khi mà hai vật thể cách nhau rất xa và cách nhau xa hơn vận tốc ánh sáng. Thế thì ở đây là khoảng cách để đo là 12 mét này. Và cái xung để tạo cái phân cực ở trên cái máy đấy là 1,5 giây. Thế thì đấy là hai cái lỗ hổng. Chúng ta có hai lỗ hổng. Vừa nãy là tôi đã nói về cái lỗ cổng non-locality loophole. Cái lỗ hổng thứ hai đó là freedom of choice loophole. Tức là làm thế nào để chúng ta, để An và Bích chọn hai cái hệ đo đấy một cách ngẫu nhiên. Mà nó không phải là có một mối liên hệ ẩn ở đấy mà chúng ta không biết. Nhưng An và Bích có một mối liên hệ ẩn mà ngay cả An và Bích cũng không biết thì sao? Mà do tự nhiên quyết định. Thế làm thế nào để chứng minh được là An và Bích không liên quan đến nhau? Cái này rất khó bởi vì tất cả mọi số ngẫu nhiên ở trên đời này đều được tạo ra bởi một cái công cụ là pseudo generator, một cái máy giả lập ngẫu nhiên chứ không phải là ngẫu nhiên thực sự. Chúng ta không có ngẫu nhiên 100% trên cái thế giới này. Thì kể cả khi mà ông Aspect ông ấy đã làm ra cái này rồi, cái ngẫu nhiên đấy ai mà biết được trong cái hộp điện tử của ông ấy có cái biến ẩn gì đấy mà nó liên quan đến nhau? Làm thế nào chứng minh được?
Thế thì lúc đây mới có là đây mới là Zeilinger nhảy vào. Zeilinger làm những cái thí nghiệm rất to và rất hoành tráng. Nó dẫn đến cái chuyện là bây giờ cái thế giới này trong cuộc chúng ta sống nó rất là khó. Các thí nghiệm lượng tử không phải thí nghiệm tưởng tượng nữa, sẽ phải là thí nghiệm thật. Không chỉ là thí nghiệm thật, nó sẽ phải là một cái thí nghiệm không có lỗ hổng. Không có lỗ hổng như này. Ví dụ như đây là thí nghiệm của Zeilinger này. Mang cả kính thiên văn vào để làm thí nghiệm. Thứ nhất là ông ấy kéo hai cái an và bích, ông ấy kéo rất xa ra hai hòn đảo. Hoặc là ông ấy tạo ra các photon từ trên trời, ông ấy chiếu xuống. Tức là an và bích sẽ cách nhau hàng nghìn cây số. Cái non-locality, cái tính địa phương bây giờ, tính phi định xứ bây giờ, nó sẽ là hàng nghìn cây số, chứ nó không phải như hồi của Clauser là có vài nửa mét chẳng hạn, hay là Asper là 12 mét. Bây giờ là hàng nghìn cây số, chúng ta vẫn thấy cái đường cong nó uốn éo, chúng ta không thấy cái đường thẳng, vẫn có một cái mối tương quan không định xứ ở trong các thí nghiệm này. Tiếp theo nữa, An và Bích làm nào để quyết định? Bây giờ ông ấy không tạo ra số ngẫu nhiên bằng các cái pseudo generator nữa. Ông ấy lấy kính thiên văn và ông hướng lên bầu trời. Hai kính thiên văn nhìn ra hai chòm sao khác nhau. Chòm sao sẽ cách chúng ta đâu đấy khoảng độ vài tỷ năm ánh sáng. Tất cả các quyết định của An và Bích đã được quyết định từ cách đây hàng tỷ năm. Thậm chí trong một cái thí nghiệm sau đây nữa thì ông ấy không nhìn vào sao, ông nhìn vào quasar. Quasar là được chế tạo ra, được Big Bang tạo ra đâu đấy khoảng độ vài trăm triệu năm. Tức là 13 tỷ năm nay rồi. Các quyết định của An và Bích, cái góc phân cực này là An chọn phân cực gì, Bích chọn phân cực gì đã được quyết định từ thời kỳ Big Bang có vài trăm triệu năm thôi. Cả hai cái quasar đấy beam tới hai cái đài thiên văn nằm trên cái đảo của Tây Ban Nha. Và An và Bích sẽ quyết định là tôi đo thế này, Bích đo thế này, An đo thế này, Bích đo thế này, hoàn toàn ngẫu nhiên, do quasar quyết định, do sao quyết định, chứ không phải do chúng ta. Thế thì tất nhiên là nếu mà không yêu thì kiểu gì ghét, cho nên là nếu mà thế thì sẽ bảo là Chúa trời quyết định từ trước khi Big Bang, thế thì chúng ta chịu. Đúng không? Nhưng mà đây là giới hạn của nhà thực nghiệm, các nhà thực nghiệm sẽ nói rằng là tôi đẩy đến tận gần Big Bang và tôi đẩy đến hàng nghìn cây số. Và bây giờ công việc của chúng ta là thế này ạ, chúng ta sẽ không tranh cãi về cái này nữa. Thế giới là không định xứ, cách nhau đến hàng nghìn cây số. Một cái nguồn S phát ra photon, nó không có tính xác định cho tới khi chúng ta đo nó, do An và Bích thấy cái mối liên hệ lượng tử này. Cho tới khi An và Bích đo thì nó mới có thực tại. Nếu An và Bích không đo, không có thực tại. Cái photon nó cư xử phong cách của nó. Thế và thì đấy là cái học lượng tử. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta nên làm như thế này. Chúng ta nên đem nó ứng dụng vào trong cuộc sống. Ở đây thì ở trong bài nói chuyện của thầy Việt với Đân đều đã nói đến những cái đấy rồi. Tôi gạch đầu dòng ra ba cái mà tôi cho rằng là cái khi của công nghệ lượng tử có thể ứng dụng được vào đời sống. Thứ nhất là cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật khuếch đại biên độ lượng tử, amplitude amplification. Đó là nguồn gốc của Deutsch algorithm, nguồn gốc của tìm kiếm Rover. Cái kỹ thuật thứ hai đó là ước tính pha. Pha là một thứ không có thật. Pha là một cái đại lượng của cái photon nó quay, chúng ta chỉ biết nó khi chúng ta đo, chứ còn thực ra là chúng ta sẽ không biết. Shaw đã phát triển nó thành một cái công kỹ thuật gọi là biến đổi Fourier lượng tử, có thể phân tách thử số nhanh theo cấp số mũ. Và cái thứ ba nữa liên quan trực tiếp tới cái giải Nobel năm nay, đó là cái tính ngẫu nhiên lượng tử. Bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể ngẫu nhiên theo cách như thế này. Nếu thuật toán thông tin biểu của chúng ta vẫn hoàn toàn bí mật, nếu như mà chúng ta đo một cách xác suất, thông tin nó có cái phân bố cong cong của đẹp, nó không được phép có phân bố thẳng. Nếu phân bố thẳng có nghĩa là chúng ta bị gián điệp nhìn vào rồi. Đấy thì đấy là một vài cái ứng dụng mà bây giờ Trung Quốc, Mỹ và rất nhiều nước trên thế giới là đang cố gắng để biến nó thành sự thật, biến nó thành một cái lợi thế nào đấy ở trong cái xã hội của mình. Để kết thúc thì tôi xin làm nói ngắn gọn qua về cái chuyện là cái thí nghiệm Bell này ý, thì Clauser này, Asper này, Zeilinger thực hiện từ những năm trước và được giải Nobel. Chúng ta có làm được không? Chúng ta làm được. Chúng ta bây giờ máy tính lượng tử là hoàn toàn truy cập miễn phí, tạo tài khoản làm được. Máy tính lượng tử là hai cái qubit đúng không ạ? Bây giờ chúng ta mọi người có thể quét cái QR code này thì nó sẽ IBM nó có cái hướng dẫn rất là đầy đủ chi tiết, chỉ cần đọc là ra. Chúng ta lập trình nó và chúng ta thấy rằng cái đoạn code lập trình nó chỉ như thế này thôi, nó rất là đơn giản. QCH là cổng Hadama, CX là cổng Entanglement và RI là một cái cổng quay nào đấy trong cái công tơ pha của các cái qubit đấy. Một cái câu lệnh kiểu như Python như thế này ai cũng chạy được trên Jupyter notebook của mình. Và chúng ta thấy là gì ạ? Correlation cong cong chứ không phải là thẳng.
máy tính lượng tử là thực sự vi phạm Bell, thực sự là không có thực tại và máy tính lượng tử không có tính địa phương. Chúng ta chạy trực tiếp nó như này. Có thể có sai số, nhưng mà ít nhất là nó đúng với mặt nguyên tắc. Và cái này là sinh viên đại học nào cũng làm được, cứ miễn biết Python, biết vào Internet, đọc được tiếng Anh là sẽ làm được lại thí nghiệm này. Thành ra đây là cái homework cho mọi người, những ai mà quan tâm là máy tính lượng tử đã làm được những cái gì, nó có thể chứng minh được giải Nobel năm nay là có đúng hay không. Và đến đây tôi xin hết ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Rất cảm ơn bài thuyết trình của tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng. Thật sự là không đi vào chi tiết những cái thực nghiệm, nhưng mà cho chúng ta cái cách thức mà thực nghiệm đã làm như thế nào, kết quả như thế nào để chứng minh về cái rối lượng tử là có thật. Đó, xin cảm ơn. Bây giờ như vậy là chúng ta còn một cái thời gian hỏi cho đến lúc nào hết câu hỏi thì thôi. Vâng, thì tôi có nhận được cái câu hỏi, hai câu hỏi, nhưng mà tôi thấy là trong bài giảng của anh Hưng đã có rồi. Câu hỏi thứ nhất là ở Việt Nam có thể lặp lại được cái thí nghiệm mà sơ đẳng nhất về cái chuyện này không, thì anh đã nói. À, nhưng mà đây anh mới chỉ nói là đây là mô thí nghiệm làm trên máy tính, thế còn làm thật giống như cái ông Krauser ban đầu thì với cái thí nghiệm của ta có thể làm được cái thí nghiệm ở năm 72 không? Đây không phải là thí nghiệm trên máy tính á, đây là chúng ta thực sự yêu cầu máy tính lượng tử làm những cái này. Đây không phải là một cái giả lập gì cả, chúng ta viết câu lệnh và sau đó các cái qubit của IBM, tất nhiên là cái máy tính thì nó đặt ở Mỹ, nhưng mà cái qubit này thì nó thực sự thực hiện theo yêu cầu của chúng ta. Không, tức là ý câu hỏi này tức là làm những cái thí nghiệm trong phòng thí nghiệm giống như ông Krauser trước ấy, tức là mặc dù là nó ở gần nhau ấy, đấy, tức là anh đo, anh ngồi anh đo để anh vẽ ra xem nó được là đường cong uốn éo hay là thẳng ấy. Theo như hiểu biết của em thì chúng ta không có nhóm thực nghiệm làm về những vấn đề liên quan tới bản chất của khoa học lượng tử. Và ngoài ra nữa thì đây là lĩnh vực thuộc về khoa học, không phải chuyên môn của em, cho nên là không. Ok, không câu hỏi nào. Thứ hai thì anh cũng đã trả lời rồi, tức là hãy giải thích nói rõ là các lỗ hổng trong thí nghiệm này là những cái nào, thì anh đã giải thích rồi, có ba cái lỗ hổng đấy về định xứ rồi về. Nhưng mà tôi vừa mới nảy ra cái ý nghĩa là anh cho là cách nhau hàng nghìn, nhưng mà nhớ trong vật lý thì bao giờ nó cũng có gọi là bậc, đúng không? Hàng nghìn chưa là cái gì chẳng hạn, nó phải là cỡ thí dụ 10 lũy thừa 20 chẳng hạn thì lúc ấy nó mới loại trừ thì sao? Em cũng có bình luận về cái đấy, tức là nếu như mà mình hoàn toàn có thể phóng một cái tờ vũ trụ đi ra ngoài hệ mặt trời, sau đó cái tờ vũ trụ để beam hai cái photon liên kết với nhau về trái đất và về sao Mộc chẳng hạn, thì chúng ta cách nhau rất xa, tăng thêm các bộ độ lớn. Nhưng mà thực ra mà nói thế này này, cá nhân em chẳng hạn, em hoàn toàn hài lòng với thí nghiệm Krauser, không cần phải tốn tài nguyên cho của khoa học để đi thực hiện Aspect làm gì nữa cả. Em sẽ ngay lập tức đi chế tạo máy tính lượng tử, em sẽ tin luôn. Đấy là hai cách tiếp cận, và hiển nhiên là cách cuối cùng, câu hỏi của Thầy Quang là mang tính khoa học cơ bản, nhưng hoàn toàn có thể làm được, mình và mình rất nên làm, nhưng mà em cho rằng là chúng ta nên đưa những cái này vào trong đời sống. Xin mời câu hỏi tiếp theo. Vâng, anh cái thí nghiệm của Zellinger từ năm 1998, đúng không? Và bây giờ thì được gọi là được coi như là một cái gọi là vĩ đại nhất của cái thời hiện nay. Nhưng mà tại sao 24 năm mới được giải Nobel? Thì trong 24 năm đấy thì người ta có thêm cái gì hay là thế nào mà lại phải sao 24 năm mới ra những cái ông khác vĩ đại hơn hay là thế nào? Tôi khó hiểu chỗ đấy. Có cái giải thích nào cho chuyện đấy? Sao năm nay họ mới chọn mà không phải chọn từ năm ngoái chẳng hạn? Mà mọi chuyện đã biết từ cách đây 24 năm. Có cái Việt có comment nữa không? Thực ra thì có một cái thông tin như thế này, tức là ông Bell chết năm 1990, là đúng cái năm đấy thì ông được đề cử giải thưởng Nobel cho lại đúng cái này, và cũng dựa trên những thành tích của ba ông này. Cố nhiên là nếu ông Bell còn sống thì không thể cả bốn ông được, đúng không? Có thể ông Bell nửa dài, còn một ông phải rơi ra và hai ông chia nhau một nửa còn lại, đúng quy luật của Nobel. Thì thực tế là có thể cái này có thể đáng nhẽ là được giải thưởng Nobel năm 1990 rồi. Thế nhưng mà sau đó thì là theo tôi thì tất nhiên là quan điểm cá nhân thì nó cũng khác, nhưng mà nếu năm 90 là những cái này nó đã rất thuyết phục rồi, đáng lẽ được giải thưởng Nobel nếu mà không có các đè lên. Thế sau đó thì cái đấy bị quên lãng đi, bởi vì cái bóng của ông Bell nó lớn quá. Có thể là theo tôi thì năm nay được là
xin lỗi mọi người chút, tức là tôi đánh giá là cái giải thưởng Nobel này được tầm cỡ của ba ông này thì theo quan điểm của tôi thì là hơi non một chút. Thế nhưng mà năm nay nó có một cái đặc biệt, tức là về như lúc nãy tại tôi cố ý là trình bày cái slide về chiến tranh công nghệ, là cái đấy nó cũng có cái động lực là để cho cái này phải được giải thưởng Nobel. Rồi, các câu hỏi khác ạ. Có một cái câu hỏi này trong đối với anh Ân. Tức là khi anh nói là cái trình bày rối lượng tử ấy, thì là khi cách xa nhau ấy, thì thực ra là đây tôi cũng không hiểu. Trong vật lý mình hay làm trong những các biểu diễn khác nhau đúng không? Biểu diễn năng lượng người nọ kia. Thế thì tôi không tưởng tượng được là cái trạng thái MPR, trạng thái Ben ấy, mà trong cái biểu diễn tọa độ hay là trong biểu diễn không gian thì cái biến R không gian nó thể hiện như nào? Hay là nó là một lại là biến ẩn? Được. Đang chờ ra họp. Vợ điều khiển từ xa. Alo. R thì là nó là chính là cái chỗ mà cái hạt nó đi thôi, nó đi đến đấy thôi. Ở đây lúc nãy nói là nó phải ở trên hai hành tinh khác xa xôi thì tất cả cái chỗ này như anh Hưng cũng nói rồi. Tức là cái thí nghiệm anh Hưng vừa nói rồi là nó mới đây thôi. Còn cái thí nghiệm mà năm 1998 của ông Zeilinger ấy, thì hai cái đấy nó cách nhau 400 mét. Tức là cả cái compass của Innsbruck và cái khi mà đo chỉ được đo trong 1,3 micro giây thôi. Tức là 10 trừ 6 giây. Làm sao mà khi đo xong rồi ánh sáng vẫn không chạy từ bên này sang bên kia là được thôi. Lúc cái 400 mét là được rồi chứ 1.000 mét cũng thế thôi. Đằng nào nó không chuyển được rồi, nó chỉ quan tâm cái đấy thôi. Thì... không, như câu hỏi ở đây ở cái gì, tức là nếu mình biểu diễn cái hàm sóng ấy, vừa hôm nãy là anh biểu diễn dưới dạng tôi không hiểu rõ là biểu diễn dưới dạng không một, còn nếu biểu diễn hàm sóng dưới dạng là biểu diễn tọa độ chẳng hạn thì cái R thì, nó thì là đấy, cái gì thì đấy là cái phần của tọa độ của nó, phần tọa độ của nó có đi phần của nó thôi, thì đây chỉ lấy vào cái phần kia thôi. Theo cái cơ sở đấy thôi, còn các cái phần kia nó vẫn có hết, mình không quan tâm đến khai thác, đo chỉ đo cái này thôi, muốn đo cái khác thì phải thiết lập cái khác. Vì thế là kệ đo khác. Còn một câu hỏi nữa, tức là khi mà các diễn giả đây đều trình bày về rối của những hai hạt như nhau, hai điện tử, hai photon, thì câu hỏi đặt ra là liệu có cái trạng thái rối giữa hai loại hạt khác nhau không? Ok, tôi trả lời luôn cái này. Tức là rối nó có rất nhiều loại. Ở đây là cái đơn giản nhất là giữa hai loại, hai cùng của một hạt nhé, thì là rối. Nhưng mà có thể rối giữa hai loại hạt khác nhau cũng có, ví dụ như photon và điện tử cũng có, thậm chí photon và những trạng thái laser tức là thái macro cũng có. Đấy người ta gọi là rối Lai. Lai là vì hai trạng nó khác nhau, nó không phải cùng một nguồn gốc. Đấy là rối Lai, cũng đã phát hiện rất nhiều. Rối không chỉ giữa hai hạt mà còn rối với nhiều hạt, rất nhiều hạt, 3 hạt, 4 hạt, 5 hạt, người ta gọi là rối đa nhân chẳng hạn, thì cũng có. Lại còn rối không phải chỉ có rối ở một cái spin thôi. Tức là spin chẳng qua là một cái degree of freedom thôi, một cái bậc tự do thôi. Rối có thể là vừa theo spin và vừa theo cái đường đi, vừa theo nhiều kiểu khác. Tức là rối theo nhiều bậc tự do của cùng một hệ. Thì đấy người ta gọi là rối tăng cường, hyper entanglement. Có rất nhiều loại rối như thế, chứ không có hạn chế gì cả. Nên xin nói như thế để cho mọi người biết, còn không thể đi thêm vào cụ thể nữa. Chúng ta vẫn còn thời gian cho câu hỏi. Dạ, vâng, xin hỏi cái diễn giả cuối cùng là khi mà An và Bích sinh ra hai cái phương ngẫu nhiên ấy, thì chúng ta biết rằng là nếu mà sinh bằng các số ngẫu nhiên thì nó sẽ chỉ là giả ngẫu nhiên, nên là diễn giả có nói là mình lấy thông tin, An và Bích sẽ lấy thông tin từ hai cái ngôi sao cách đây hàng triệu, hàng tỷ năm. Xin giải thích thêm về cái này. Và nếu như vậy thì người ta có áp dụng cái phương pháp đấy để sinh các số ngẫu nhiên ở trong những cái hệ mật mã không? Bởi vì cái việc mà sinh ngẫu nhiên là một cái việc mà rất là quan trọng, là một trong những câu hỏi cốt yếu của mật mã, thì người ta cũng có áp dụng cái phương pháp như thế không? Đúng rồi. Dạ vâng, em nghĩ rằng là rõ ràng số ngẫu nhiên là nhưng mà cái số ngẫu nhiên này vẫn được sinh ra từ, chẳng qua là nguồn của nó là ta không biết thôi. Tức là ví dụ từ ánh sáng, từ các ngôi sao.
tạo được cái này hơn. Tức là bản chất là nếu mình đo được đơn photon ấy, thì cái thời gian cái photon đập vào cái detector của mình ấy hoàn toàn là số ngẫu nhiên. Và cái này là số ngẫu nhiên thực tế chứ không phụ thuộc vào cái gì cả. Đấy là sẽ là số ngẫu nhiên. Không rõ là về toán học có phải coi đó là tuyệt đối không. Đấy, nhưng mà về thực nghiệm ấy, thì không, không, đây là Hưng đang nói về số ngẫu nhiên đúng không? Không, hình như không phải đâu. Đúng, tức là khi mà mình đã có hai cái số ngẫu nhiên đấy rồi thì An sẽ, tức là mình sẽ có một cái chuẩn nào đấy ạ. Sau đó thì An sẽ đặt cái góc của phân cực nó chỉ từ 0 đến 360 độ thôi. Thì mình từ cái số ngẫu nhiên đấy mình sẽ đặt cái. Dạ, có lẽ là em sẽ không trả lời câu hỏi này một cách triệt để. Em chỉ biết là họ sẽ lấy thông tin từ ngôi sao và từ đó họ quyết định cái góc là góc nào. Còn cụ thể như thế nào thì em không trả lời được. Nhưng mà cái ý tưởng ở đây là thế này ạ. Cái này là người ta muốn trả lời, muốn đặt vấn đề vào trong một cái lỗ hổng là lỗ hổng freedom of choice. Chúng ta có được, tức là Chúa có chơi xúc xắc với chúng ta hay không? Nếu thế thì khi mà chúng ta lấy thông tin từ quasar thì chúng ta sẽ nói rằng là ít mà chúng ta vẫn thấy nó cong cong thì ít nhất là nếu như mà Chúa mà có thể quyết định được cái gì đây thì Chúa phải tồn tại từ trước thời của quasar thì mới có thể đặt được cái đấy lên quasar thì cái đấy là nó đặt vào cái freedom of choice. Ý thức kỹ thuật thì em không trả lời được ạ. Câu hỏi tiếp theo cho Tuấn. Tôi không hỏi đâu, tôi chỉ là gọi là bình luận một chút thôi, tức là tôi thấy là giữa cái các cái bài giảng của anh Việt và hai cái bài giảng sau thì tôi thấy cảm thấy là cái quan điểm của mọi người có vẻ là khác nhau. Trong lúc anh Việt là rất là đề cao Bohm và đề cao Einstein và cho rằng là đấy Einstein, tức là Bohm theo những anh Việt nói là có thể sau này có thể đặt ngang hàng với Newton hoặc Einstein. Nhưng mà ở các cái bài giảng của hai anh sau, anh Ấn và anh Hưng thì hầu như là không nói đến vai trò của Bohm và chỉ bắt đầu là nói đến vai trò của Bohm và khẳng định lại là như vậy các cái câu hỏi mà Einstein đã đặt ra là cơ học lượng tử có là hiện thực và có là định sự hay không thì hóa ra là được Bohm đưa ra cái bất đẳng thức và sau đấy thì thực nghiệm chứng tỏ là thì Einstein, các cái khẳng định của Einstein là không đúng. Thì không hiểu là anh Việt anh có bình luận gì về cái. Tất nhiên là đoạn này cũng không quan trọng lắm, nó là một cái sự nhỏ nhặt thôi, không phải liên quan đến đấy. Nhưng mà tôi lưu ý cái tính là này, khi mà chứng minh bất đẳng thức Bell ấy, thì dựa trên hai giả thiết, một là local và hai là realist, tức là vừa hiện thực mà vừa phải định sứ. Nếu mà phủ định nó thì nếu như chúng ta biết về logic đúng không, phủ thì phủ định n thì phải ra or, tức là phải phủ định một trong hai cái chứ không phải phủ định cả hai cái, không thể phủ định một cái n mà biến thành n được đấy, tức là cái đấy là hơi nhầm một chút. Cho nên tôi khẳng định lại là nếu mà phủ định cái n thì biến thành or thì có nghĩa rằng nữa này, hoặc là thế giới chúng ta phải phi định sứ hoặc là không hiện thực. Nếu muốn giữ không hiện thực thì nó lại thành phi định sứ, tức là đấy, thì cái đấy mọi người thử suy nghĩ thêm nhé. Tức là ở đây vẫn còn thi luyết của Bohr chẳng hạn vẫn giữ tính hiện thực, tức cái này không phải phủ định hiện thực, chỉ phủ định sứ thôi. Hoặc là nếu mà ông muốn giữ cái định sứ thì ông lại phải phủ định hiện thực như là quantum mechanics đã làm, tức là như là Copenhagen, tức là họ nói là nếu mà thế giới này mà không hiện thực thì tức là không cần định sứ hay không phi định sứ cả, là mọi việc đều ok. Đấy, thì vì vậy là khi mà cái này khẳng định có nghĩa rằng là chúng ta phải quay trở về thôi. Nếu mà chúng ta non-local, chúng ta vẫn có quyền giữ realism như là Bohm. Tức là cơ học Bohm giữ realism và non-local. Thì cái này khẳng định là đúng là non-local thật.
Và nếu còn realist hay không thì vẫn chưa. Tức là tóm lại ở đây những cái thí nghiệm này khẳng định như anh Việt nói là nung lơ ca kia, tức là quả thật cái tương tác ma quỷ là có thật chứ không phải là không đúng, đúng không? Tức là quả thật là thế giới của chúng ta là phải là không định xứ, tức là một anh có thể tác động với một anh ở xa tiếp mù tắp, và cái thần giao cắt cả có thể, và cái chủ đề về tâm linh có thể là một cái chủ đề hay gắn với vật lý, thì chúng ta sẽ cố gắng là tổ chức một buổi khác. Vâng. Còn câu hỏi cuối cùng, một câu hỏi cuối cùng nữa cho ai đấy ạ? À vâng, xin được xem. Just a brief comment, but since I don't speak Vietnamese, if it hasn't been already said, please stop me. But my comment is that the question is not whether quantum mechanics is right or wrong. The question is about the interpretation. Now, we could say from all these beautiful experiments, obviously, quantum mechanics is right. In fact, we know very well that it's wrong, because at the Planck scale, it fails to describe gravity. So it's incompatible with general relativity. So the only brief comment I want to make is that all this should make us remain conscious that quantum mechanics is not the final word. The final word, it is a limit of some other theory which would work at Planck scale. And in this context, there are many people now who are looking at new approaches in this region. In particular, there has been a review paper by Tuft where he reviews many approaches which are different, if you want, from the orthodox superstrings. And there is even a paper talking about entangled black holes, EPR equal ER paper, which claims to possibly be a new approach, if you want, to this question. So I think it's important to keep our mind and eyes open for still something which is different from the orthodox quantum mechanics. Vâng, cảm ơn comment của giáo sư Darula. Tóm tắt lại thôi, tức là ông nói là cơ học lượng tử không phải là sai, cơ học vẫn là đúng, và cơ học tử có là một cái lý thuyết trong một cái giới hạn này, và chúng ta cũng có thể là nghĩ tới những cái hình thức luận, phương pháp mới để nghiên cứu tiếp. Mà kể cả những cái chuyện mà ăn tăng cường mình không chỉ là cho cái hạt vị ngô, mà có thể là em rối đối với lại cả hai cái lỗ đen trong thế giới, và chúng ta phải luôn luôn giữ cái tinh thần là hướng tới những cái mà phát triển tiếp trong cái lý thuyết của chúng ta. Vâng. Thôi như vậy là đây đã là last question, so we stop here. Yeah. Thank you. Tức là xin cảm ơn tất cả mọi người cho đến giờ phút này, thì tôi nghĩ là mọi người cũng đã rất quan tâm, và tôi hy vọng là mọi người đã thu nhận được một cái kiến thức thực sự và những thông tin ở trong cái bài giảng này, và hy vọng chúng ta sẽ tổ chức được nhiều những cái buổi mới. Xin cảm ơn ban tổ chức và các đơn vị được tổ chức. Vâng, đấy không. À, ngoài kia thì vẫn còn cà phê và trà. Có thể là